nói về chính trị thì cho một cái loạt bài nói chuyện, nghe nói loạt bài nhưng mà một hai bài thôi, là về chính trị và về Đức Maria để mà chuẩn bị kỷ niệm 25 năm. Mừng 25 năm dịp kỷ niệm dòng khách đến Việt Nam, tức là đến từ năm 1996 của các minh nguyên thủy Âu Cam. Thì chúng con rất là vui vì có nhiều người trẻ, chắc là cha nói chuyện sẽ rất là vui nữa. Thì mời các sư cứ mạnh dạn ngồi lên trên nhé, càng lên trên thì càng ấm cúng. Bác chào sư. À, đây là sư giáo của học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm có mặt, có các anh chị học viên của cha Vinh cũng như là học viên của cha Hưng, có bên thân cha của Đức Thắng Sơn. Rồi có Việt Nam Minh Bà Rịa. Và có các dòng cách minh một tay. Chúng con xin chào mừng thượng tọa Nguyễn Đức Hùng đến với thượng tọa Nguyễn Đức Hùng đến với buổi nói chuyện hôm nay. Kính chào cha chính trên cộng đồng chúng xe và tất cả các anh em. Đây là nhà viện thánh giá của Học viện Công giáo. Nếu như mà ai không có biết thì chúng ta biết. Các sư có lấy đây thì nào chưa? Rồi, có biết ai là viện trưởng của Học viện Công giáo không? Trời ơi! Đố ai? Hả? Đức cha Như Xe Ba Đi. À. Rồi mà khi mà chúng ta có cha nói chuyện thì chúng ta cứ mạnh dạn cái gì thắc mắc thì ghi ra hoặc là nhớ để mà mình có trao đổi với nhau một chút để mình học hỏi biết thêm. Vì tinh thần hôn sứ thì không có chỉ dành riêng cho nhà dòng các minh, lại là tổ phụ của dòng các minh, nhưng mà không có chỉ dành riêng mà chúng ta đều được mời gọi nên hôn sứ lời của Chúa để mọi người mạnh giáo. Xin chào quý học viên của Học viện Công giáo. Xin chào dì giáo dì Trinh của Học viện. Xin chào dì Trinh. Dì giáo. Không. Chỉ có nhà nhà. Xin chào dì Trâm. Chỉ có nhà nhà. Dì giáo. Không phải hả? Bây giờ xin chị tự giới thiệu đi, tự giới thiệu cho con, cho chúng con biết. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là nữ tu Anna Trần Thanh Thùy Trâm, thuộc về dòng Nguyễn Thanh Giá Thủ Đức. Và hiện tại thì con đang phục vụ ở mái dòng các em khiếm thị Nhật Hồng ở Tâm Hải thì cha. Cảm ơn sư Trâm. Bên này là khiếm thị Nhật Hồng, mắt vẫn còn sáng. Con chào sư, chị sư giới thiệu. Sư nói có việc, ai việc có nôi có rắn. Bây giờ, ông mời cô giới thiệu về cô một xíu coi. Của cha Giuse Nguyễn Học Minh.
cảm ơn cô Thảo nha. Sư giáo giới thiệu với sư giáo. Phải tin của cái đàng hoàng đó, đầy đủ á, tôi chơi đâu. Rồi, tôi xin mời đại diện nhóm nào đây ta? Hôm nay giới thiệu đi ạ. Chị giáo đâu? Dạ, con kính chào chân và kính chào tất cả mọi người. Con là Maria Nguyễn Thị Hương Thảo, con thuộc dòng Nguyễn Thị Giá Thủ Đức. Hôm nay chị em cho con ở đây và sư giáo đi đi bán. Hôm nay sư giáo đi bán, lúa xóm lại là hai người cùng nhau đi ăn phở rồi. Con chào quý cô giới thiệu. Con rất là hân hạnh có được sự hiện diện của cô với chúng con hôm nay. Con kính chào quý cha quý sư, con
Vinh Sài Gòn. Dạ, cho chính An giúp. Con đến từ Canada, sẽ Phan Thiết. Con xin cảm ơn cô. Cô đây là dòng ba Cát Minh và cô đang làm ở Caritas của giáo phận Phan Thiết. Cô có mặt ở đây để chúng ta thấy là mình không có xứng gì với cô rồi. Cô đi gần cả 200 cây số đến đây. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúng ta có một chị xin chị giới thiệu một chút. Cảm ơn chị. Chị đây là thuộc giáo xứ Thủ Đức. Chị có thay mặt cha giáo xứ tới không? Không. Cha hiền hiền ở đây vì chị yêu mến đấy. Lãnh đạo dòng Cát Minh. Chị thuộc dòng ba Cát Minh và hội giáo Đức Bà. Như có cái nhóm này lớn lớn tuổi biết ở đây thì không biết ở đâu mà. Xin nhà sơ giới thiệu về chút chung về nhỏ. Con xin chào quý cha, quý thầy và quý sơ. Chúng con đến từ dòng chùa Ân Phòng đã qua hôm nay. Xin cảm ơn quý sơ. Quý sơ lớn tuổi ở đây là thuộc nhóm mà Chúa Quan Phòng Bob Murray từ Pháp, linh đạo của Cát Minh. Con cho con giới thiệu thêm một hai người nữa tại vì chúng ta 8:15 mới bắt đầu, 8:00 thì khai mạc. Sơ, xin sơ giới thiệu cho chúng con biết về sơ nữa. Thưa cha, chúng con là đồng chí có lớp bệnh vật cô Chí Hòa dòng Hoa Kỳ và chúng con có nghe ở đâu ở đây ạ? Con xin cảm ơn sơ và quý sơ đến đây. Các sơ đây là Mân Côi Chí Hòa nhưng mà thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ đã có mặt ở Việt Nam. Cái này là cũng là một dịp quảng cáo hơn gọi đó hay sơ. Đây chị mới vào, xin chị cho chúng em biết về chị một chút. Thưa cha, con là thuộc Hung đoàn Áo Đức Bà, Thủ Đức. Dạ, con tên là Maria Cậy. Sơ tên Maria Cậy. Đến từ Hội Áo Đức Bà, chúng ta có những sơ rất là cao tuổi ở đây. Có một người giáo dân xin giới thiệu, xin mời sơ. Dạ, con xin kính chào quý cha, quý thầy và các sơ và quan khách thì dạ, chúng con là dòng bên thân giám học đó, là học sư của là sinh viên của cha về chế tư, cha giám tận thư và cha thiết trực ngày hôm nay là cha Vinh. Dạ, chúng con là một phép rất đầy nhiệt tình, nồng nhiệt của ba vì là chúng con vừa mới được tên là chúng con xin hết. Rồi, con cảm ơn quý sơ với chị nha. Chị không lo học cổ ngữ mà ngồi đây thi làm Latin với là Hebrew. Rồi. Cho con coi giờ tổ chức cho nó chính xác. Chúng ta có 8:00 khai mạc nhưng mà 8:15 mới bắt đầu. Thì con xin giới thiệu về con một chút, nãy giờ chưa giới thiệu. Con tên thật là Stefano Lê Thành Tử. Hôm nay con được cha mẹ trên bắt là phải cầm đứt caro đến đây để đi qua đi lại. Thì cha mẹ trên phụ tỉnh của chúng con là cha lưu xe Trần Thăng Hưng. Thầy ngày cao cao đến đời sau. Thầy còn hết em còn ai áo dọc. À bộ tay xin mời người cho nàng bộ tay. Bộ tay càng nặng thì phụ tỉnh của chúng con càng hẳn nên làm ra. Các anh em mang áo dòng ở đây là các anh em
số anh An mà mang áo trắng với có cái huy hiệu của dòng Cát Minh ở trên là anh An cũng xin tiền tập. Vậy chúng con chưa có nhà tập ở đây nên tiền tập của chúng con là vô được, không có thời gian nên xin cầu nguyện cho chúng con. Chúng ta như thế này thì là gia đình với nhau, và trong cái bầu khí ấm cúng như thế này thì có lẽ là cha mấy chuyện sẽ rất là vui, và tinh thần của những người trẻ tham dự vào những buổi nói chuyện như thế này diễn tả cái sự khao khát học hỏi về Kinh Thánh, về lãnh đạo của các nhà dòng và sự học hỏi kiến thức nói chung. Chính vì vậy mà chúng con may mắn được Học viện Công giáo cho tổ chức ở đây, thì con trước hết là con xin cảm ơn văn phòng của Học viện Công giáo. Và có lẽ là chúng ta bắt đầu, những ai mà tới sau chưa được giới thiệu thì chúng ta sẽ giới thiệu sau, và hy vọng mọi người tham gia tích cực trong cái việc nghe, việc hỏi của mình. Mọi người biết cái chuyên đề hôm nay rồi, đúng không? Trở nên ngôn sứ của tình huynh đệ và người tôi tớ phục vụ tin mừng giữa thế giới hôm nay. Và cha thuyết trình viên đó là cha Nguyễn Ngọc Vinh, giáo sư Kinh Thánh dòng Don Bosco. Con xin chúc mừng. Con xin được giới thiệu về cha Nguyễn Ngọc Vinh một chút. Này là giáo sư thuộc phòng dòng Salesian, này tốt nghiệp thần học tại Đại học Giáo hoàng Salesian Roma. Này lấy thạc sĩ Kinh Thánh tại trường Biblical Roma, và lấy tiến sĩ về thần học Kinh Thánh cũng tại Roma. Ngài về đây từ năm 2019. Ngài đang là giáo sư Kinh Thánh của Học viện Sài Gòn, Sơn Lộc và Học viện Don Bosco. Và Ngài đã viết rất là nhiều sách. Theo con tính cái tỷ lệ của cái sách trên một năm, trong 2013 thì Ngài viết 4 cuốn sách: Bước Theo Ngài, Khám Phá Israel, Những Mẫu Gương Sống Đức Tin Trong Kinh Thánh, Don Bosco Ngôn Sứ Cho Người Trẻ, 4 cuốn. Ngài có một cuốn rất là hay ở đây là Những Gương Mặt Phụ Nữ Trong Kinh Thánh, nên là hôm nay nữ nhiều hơn nam, âm thịnh dương suy, nhưng mà có lẽ là cũng hay đấy. Thì chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Chúng ta sẽ bắt đầu sau lời mở của cha về trên phụ tỉnh. Con xin mời cha về trên phụ tỉnh mình. Xin mời tất cả mọi người đứng, chúng ta cầu nguyện. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngôi ba Thiên Chúa đừng xuống yêu mến lãnh đạo các Minh và các anh chị em học viên, những
người muốn tìm hiểu về nét đẹp của các ngôn sứ. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng con và chúc lành cho phụ tịnh của chúng con nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và xin mời Cha của Thầy phụ tịnh. Con cảm ơn Cha rất nhiều, cảm ơn rất nhiều Cha. Quý sơ, quý anh chị, chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để trước khi bắt đầu, Cha Vinh bắt đầu một cái loạt bài nói về linh đạo của nhà dòng chúng con, về ngôn sứ Elia và tiếp theo là Đức Trinh Nữ Maria. Thì hôm nay con xin 5 phút đầu để con giới thiệu một chút xíu về việc ngôn sứ. Tại sao ngôn sứ Elia lại trở thành một tổ phụ tinh thần của một nhà dòng? Chắc là Elia cũng không thể nào ngờ được là một ngôn sứ mà trước đó gần 2.000 năm. Tại vì Elia sống 800 năm trước công nguyên và nhà dòng con thì lập vào năm 1200 sau công nguyên. Vì vậy khoảng 2.000 năm. Con nghĩ là Elia quá bất ngờ để có một nhà dòng sau 2.000 năm nhận ngài là vị tổ phụ tinh thần. Con xin đưa ra hai cái yếu tố nhỏ nhỏ để hy vọng là những cái buổi tiếp theo con đưa ra những yếu tố tiếp, và Cha Vinh chắc chắn ngài sẽ nói về cái tình vấn đề cũng như là cái sự cùng loan báo tin mừng mà nhà dòng con trong cái đời sống linh đạo. Thực sự thì việc chọn ngài làm tổ phụ tinh thần, cái yếu tố thứ nhất, bởi vì nhà dòng con không có đứng sau. Dòng Cát Minh không phải như là các dòng khác, dòng Cát Minh không có đứng sau lòng. Vì vậy chúng ta mới thấy là cái tên là dòng Cát Minh, không có ai tên thánh là Cát Minh cả. Nếu mà chúng ta xem dòng Đa Minh thì có thánh Đa Minh, dòng Francisco có thánh Francisco là những đứng sau lòng. Thì ngược lại, dòng Cát Minh ngay từ đầu không có đứng sau lòng. Mà dòng Cát Minh ngay từ đầu là những ẩn sĩ, họ qua Đức Thánh, họ sống đời sống ẩn tu cầu nguyện và hy vọng là được chết ở Đức Thánh để mà gặp gỡ Chúa. Có thể là khoảng năm 1100, 1200 sau khi mà bị Đức Thánh bị quân Hồi giáo chiếm, thì giáo hội cảm thấy là được chết. Vì phải có rất nhiều người hành hương đến đó, và một số họ đã ở tại những cái hang động nho nhỏ ở núi Cát Minh. Vì vậy cái yếu tố thứ hai là vì không có đứng sáng lập, họ đã chọn một vị nào đó, và Elia được xem là ứng cử viên đặc nhất. Bởi vì sao? Bởi vì núi Cát Minh nó liên quan tới Elia. Nếu chúng ta có dịp đọc lại Kinh Thánh sách Các Vua quyển thứ 2 từ chương 15, 16, 17, 18, 19 tới 21, thì chúng ta sẽ thấy là khi nói về núi Cát Minh thì phải nói về Elia rất nhiều. Ngài đặc biệt là có một cái cuộc tỷ thí với các thập bà An. Vì vậy chúng con dựng nơi thánh Elia là đứng bố mẹ. Thôi, con xin ngừng tại đây để mà xin mời diễn giả chính. Con xin mời Cha. Trước hết chúng ta chúc mừng phụ tịnh
25 năm. Đây là một yếu tố quan trọng đó, 25 năm con mới nói với thầy. Thầy cảm ơn nghĩa anh đã đi trước, đã trang thảo về Việt Nam để thành lập bộ dòng các linh tại Việt Nam. Thì đó là cái hồng ân thì chú bàn cho chúng ta. Và đề tài con xin chia sẻ hôm nay, như chúng ta biết, đó là trở nên ngôn sứ của tình, của tình vấn đề và người không có phục vụ tin mừng chiều thế giới hôm nay. Bởi vì con thấy cái chủ đề này nó liên quan nhiều đến đời sống khi có bộ phận đặc biệt đối với chúng ta là những người thánh hiếu. Chắc có nên ngôn sứ của tình vấn đề, rồi khi nữa con sẽ giải thích và trở nên người tôi đỡ phục vụ. Và để trước khi đi vô cái phần hai cái phần chính đó, thì có cái phần đầu tiên đó là phần dẫn nhập kỹ sĩ về cuộc đời của Elia. Thực sự đối với con thì con cũng say mê về cuộc đời của Elia đó. Và cách riêng các ngôn sứ, bởi vì thực sự chúng ta sẽ lấy thấy được hay là tiếp nối được những cái nguồn động lực cho đời sống của chúng ta, cách riêng cho đời sống thánh hiến. Và để khai triển chủ đề trên, nên chúng ta cùng nhau nhìn lại đời sống của các ngôn sứ. Cách riêng Elia, các ngôn sứ là nguồn cảm hứng và mẫu gương của việc trở nên dụng cụ đích thực của Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ của chúng ta. Ngôn sứ Elia thi hành sứ vụ tại vương quốc phía bắc, tức là Israel, dưới thời của vua Ahab, tức là năm 874 cho đến năm 853 trước công nguyên. Và triều đại của vua Ahab đem đến cho Israel một sự thịnh vượng về kinh tế và sức mạnh về quân sự. Nhưng chính cái sự thành công này làm nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng về đức tin. Vua Ahab lấy con gái của vua Sidon, tức là Isabel, làm vợ. Và người hoàng hậu này, tức là Isabel, đã đem tôn giáo ngoại bang vào đất Israel và nhà vua cho phép xây dựng các đền thờ thần ba. Việc thờ thần ba len lỏi nhanh chóng vào đời sống của dân chúng. Chính vì tội lỗi này mà Thiên Chúa giáng phạt một trận hạn hán rất lớn trên Israel. Và ngôn sứ Israel được Thiên Chúa sai đến với con cái ở vương quốc phía bắc, tức là Israel, để vạch trần tội lỗi và sự bất công trong xã hội Israel lúc bấy giờ. Sứ vụ của Elia thì không đơn giản tí nào. Nếu chúng ta có những cơ hội tiếp xúc với những người Do Thái đến bây giờ, chúng ta thấy cái sự cứng cỏi của họ. Như Chúa đã nói với Mô-xê, dân này là dân cứng đầu. Sứ vụ này không đơn giản thế nào. Và ông gặp rất nhiều chống đối và bắt hại từ phía vua Ahab và hoàng hậu Isabel. Tuy nhiên, vì sự vâng phục Thiên Chúa và tình yêu thương dành cho con cái Israel, nên Elia chấp nhận mọi rủi ro và thử thách để chu toàn sứ vụ của mình. Vì sự vâng phục và tình yêu thương dành cho con cái Israel, chúng ta thấy hai yếu tố này quan trọng lắm, phải đi đôi với nhau. Vì sự vâng phục Thiên Chúa và tình yêu thương dành cho con cái Israel mà Elia chấp nhận mọi rủi ro. Chính vì thế chúng ta thấy cái động lực ở trong cái đời sống quan trọng lắm. Cách đây hai ngày con mới đọc xong cái cuốn tiểu thuyết. Chắc chắn cuốn tiểu thuyết này nó cũng không phải là đặc sắc nhất của Alexandre Dumas. Bởi vì cái cuốn nổi tiếng của ông là cũng là Ba Thước Monte Cristo. Nhưng mà cái cuốn này nói chung cũng được nhiều thế hệ ưa thích, đó là tựa đề đó là Fortuné. Fortuné con rất là thích, bởi vì trong đó nói lên một cái anh chàng giàu có lắm tên là Cornelius, chỉ đang nói một việc thôi, đó là ưng trọng hoa tulip và cũng tạo ra một giống hoa tulip màu đen. Và chính cái niềm đam mê này giúp cho anh vượt thắng được những thử thách trong cuộc đời của mình, ngay cả khi anh bị bắt bởi vì anh đang giấu cái tập tài liệu của người bố đã đọc của mình, mà người bố đã đọc của mình đó là một nhà chính trị gia ở đất nước Phần Lan. Và anh ở tù, nhưng mà chính cái niềm đam mê này nè làm cho anh vượt thắng được những khó khăn và tìm thấy được tình yêu với một con gái của một người cai ngục. Và chúng ta thấy cái tình yêu, cái đam mê này làm cho anh vượt thắng được những khó khăn thử thách. Chính vì thế chúng ta thấy không, cái mà làm cho anh đối diện với những thử thách ấy, đó là cái đam mê. Đam mê dành cho Thiên Chúa và đam mê dành cho con người. Có lẽ đây cũng là điều mà thực sự mỗi người trong chúng ta ngồi ở đây, đặc biệt những anh chị em chọn đời sống thánh hiến ấy, chúng ta thử hỏi từ trong tâm hồn của mình ấy, thực sự mình có đam mê không? Và đam mê đó là gì? Và
và chúng ta là người biết tự trả lời thôi. Tự trả lời để chúng ta thấy chính cái đam mê này mới giúp chúng ta tìm thấy được cái niềm hạnh phúc và chúng ta tìm thấy được ý nghĩa của đời thanh niên của chúng ta. Còn nếu thực sự chúng ta không có cái niềm đam mê khát khao này thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ trong trọng lượng của chúng ta. Và chúng ta thấy chìa khóa để chúng còn sứ vụ ngôn sứ là mối tương giao thân tình giữa Thiên Chúa và Elia, mối tương giao thân tình. Nếu chúng ta đọc trong Hiến pháp của Giọng Các Linh khoảng 26 đấy, chúng ta thấy viết rất hay. Tối hôm qua tôi cũng đọc lại một lần nữa và thấy thực sự là rất hay ở cái khoảng 26 này. Ghi như thế này: nơi Elia chúng ta thấy vị ngôn sứ vô tình đứng nuôi dưỡng niềm khát khao một nơi và vị Chúa duy nhất và sống trong sự hiện diện của Ngài. Wow, cái chỗ này con thích nhất cái câu là đứng nuôi dưỡng niềm khát khao. Wow, cái khát khao Thiên Chúa đấy, nếu chúng ta không có nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ đánh mất đấy. Chúng ta đừng có nghĩ cái ngày mà kinh lần đầu với kinh trọn đời sung lắm, nhiều xúc động lắm, đôi khi có nhiều nữ tu hay nam tu hay khóc nữa. Nhưng mà cái khát khao ban đầu đó nhớ phải nhờ chúng ta nuôi dưỡng nó, và nếu nuôi dưỡng nó đó là Thiên Chúa đấy. Còn nếu chúng ta không nuôi dưỡng chúng ta sẽ mất đấy, sẽ đánh mất đấy. Chúng ta thấy sao con xin gì với Chúa? Ôi chúng vợ lắm, lúc ban đầu xin cho con sự khôn ngoan để phân biệt cái điều đúng điều sai, nhưng mà có những cái điều đó không có đâu, thiếu cái điều này, thiếu cái việc nuôi dưỡng. Chính vì thế chúng ta thấy ở đây ngôn sứ ở đây trong ở đây chúng ta thấy cái đoạn Hiến Luật 26 nhìn thấy được điều đó. Anh em trong dòng cảm nhận thấy cái điều này sao có thích chỗ này, đứng nuôi những niềm khát khao về một Thiên Chúa duy nhất và sống trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta thấy đây là một cái điều thấp nối của chúng ta, sống trong sự hiện diện của Ngài xét ra đơn giản, nhưng mà lại đây chính là một người mà sống trong cái đời sống thiêng liêng mà cao độ thì người ta sẽ cảm nhận cái đây rất là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đây chính là điều tuyệt vời. Nếu chúng ta có cảm thức này thì chúng ta thấy vượt thắng được mọi cám dỗ. Còn nếu không, chúng ta thấy không, chúng ta chỉ sống với sự hiện diện khi nào chúng ta cần, hay là cái nơi mà có sự hiện diện của Thiên Chúa thôi. Còn bước ra khỏi nhà thì hay là bước ra từ cái nơi thánh thiêng ở đó, chúng ta thấy hoàn lại con người của mình thì cái đó không được. Sống cái sự hiện diện của Thiên Chúa đó là sống sự hiện diện của Ngài trong tim của Ngài, trong tim của mình. Tức là đi đâu mình cũng có sự hiện diện của Ngài. Còn nếu không có thì con nhớ Don Bosco khi mà Ngài vẫn nhớ cái câu nói của mẹ của Ngài, mẹ Margarita luôn luôn nhắc cho Don Bosco, John Bosco từ mẹ cái câu nói là Chúa nhìn con, Chúa nhìn con. Và sau này Ngài gắn cái câu nói trên những cái cửa, những cái nhà phòng lớn của các em học sinh để giúp cho các em đi vào cái cảm thức đó. Cái cảm thức là sao? Chúa đang nhìn con, cái sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa cho nó. Còn nếu không có sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta thấy ôi, chúng ta sẽ gặp rắc rối, hoặc chúng ta thấy những cái vấn đề mà tệ nạn xảy ra trong đời thanh niên cũng vì vậy, bởi vì thiếu cái cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta thấy ở Hiến pháp khoảng 26 rất là tuyệt vời, con không có đọc hết tới đây đâu. Nhưng mà đây là một trong những cái câu mà con bị đánh đọc nhiều nhất. Và đây chúng ta thấy cái mối tương giao thân tình giữa Thiên Chúa và Elia không sâu lắm, và tất cả mọi sự Elia thi hành đều nằm dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Việc lắng nghe lời chỉ dạy và đặt mình dưới sự huấn luyện của Thiên Chúa là điều căn bản của cuộc đời ngôn sứ, là điều căn bản để cho mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Chính vì thế người ngôn sứ nói như Isaiah ấy, cần có cái lưỡi và đôi tai của người ngôn sứ, cần có cái lưỡi và đôi tai của người ngôn sứ. Ở đây một số bản dịch đi, Việt Nam thì dịch như thế này nhở, dịch là nhà nhớ không lầm thì dịch cái chỗ này là không có nói là cái lưỡi của người ngôn sứ mà xin cho con nói Đức Chúa là Chúa thượng đã ban cho tôi nói năng như một người ngôn sứ để lựa lời nâng đỡ những kẻ yếu hèn. Nhưng mà cái bản của Do Thái không có nói là nói năng như một người ngôn sứ, không có nói năng như, mà xin cho con cái gì, cái lưỡi của một người ngôn sứ. Cái này mới là cái độc đáo của cái bản gốc của tiếng Do Thái, cái lưỡi của một người ngôn sứ, tức là đi vô tận cái nguồn luôn, chứ còn nói năng cái mình hoài thôi, đi vô tận thâm căn là tức là mình trở thành
Chúa phải trở thành xin trình cái lưỡi và đôi tay của một người môn sinh, tức là luôn luôn để cho Thiên Chúa gì hướng dẫn. Và khi có được cái đó thì mới có thể nâng đỡ người khác, chứ không phải là lừa đời. Không có đâu, nhìn lừa đời sẽ thấy hơi quá, không có lừa đời để nâng đỡ. Nhưng mà sao, khi tôi có cái lưỡi của một người môn sinh và đôi tay của một người môn sinh, và môn sinh đó là môn sinh quan, môn sinh của Thiên Chúa, thì chắc chắn đời sống của tôi sao phải nâng đỡ những người thấp hèn. Giống nói như là Francisco Sales đấy, con ong thì nó đi đâu nó cũng làm mọc hết, chứ không phải là lúc thích thì làm mọc, không thích thì không làm, đúng không? Đời sống thánh hiến của chúng ta cũng trở nên ngôn sứ đi, và trở nên ngôn sứ đi vào tận cốt lõi tâm can của chúng ta đi, trở thành một người ngôn sứ trong đó, trở thành một người ngôn đệ đích thực từ trong chính cõi lòng. Để rồi chúng ta thấy khi chúng ta đi được về trên sang đến cộng đoàn này, cộng đoàn kia, chỗ nào tôi cũng trở thành gì? Một người môn sinh của Chúa, một người môn đệ, một người môn sinh của Chúa, chứ không phải là theo chọn lựa của tôi. Nếu tới cộng đoàn này về trên tốt là anh chị em mà có lẽ thì tôi nhiệt thành đóng góp, hay là tôi phục vụ, hay là tôi thi hành sứ vụ của tôi một cách nhiệt thành. Còn nếu không hợp ý tôi không làm, cái đó không phải, cái đó không phải là người môn sinh đích thực, cái đó không phải là người có cái lưỡi của Thiên Chúa, của một người môn sinh, không có đôi tay của một người môn sinh. Đó là cái người nếu mà sống như thế, đó là theo lựa chọn của tôi. Là thử ngôn sứ Isaiah có cái chỗ này cha rất là thích, rất là thích cái chỗ này. Xin cho con có được điều đó, xin cho con cái lưỡi của một người môn sinh và có đôi tay, tức là biết lắng nghe để Thiên Chúa mở tay của mình, làm sao chúng ta đạt được tới cái đó mới là cái chừng mở, để cho Chúa hướng dẫn và hành động trong đời sống của mình, để cho Chúa hướng dẫn và hành động trong cái cuốn Ánh Sáng Thế Gian đấy, mà phóng viên Peter Sewell ông ta có cái chính phúc, đó là làm việc với Đức Thánh Cha hiện đức bốn cuốn sách cuốn Thiên Chúa và Thần Thế, Ánh Sáng Thế Gian, Muối Của Đời và Lời Cuối. Thì trong cái bốn cuốn đó rất là tuyệt vời. Nghe nói là trong thời gian vừa qua thì Peter Sewell ra một cuốn sách nữa về Đức Thánh Cha hiện đức. Hiện đức 16, con đang chờ để đọc như thế nào, tại vì con say mê hiện đức với lại người phóng viên này. Thì trong cái cuốn Ánh Sáng Thế Gian đấy, thì Peter Sewell mới hỏi Đức Thánh Cha hiện đức đấy, khi Ngài được bầu làm giám mục giáo hoàng ấy, thì chúng ta biết là khi mà bầu giáo hoàng xong, bỏ phiếu xong trong nhà thờ Sistine ấy, thì sau các nghi thức và các hội nghi tới chào vị tân giáo hoàng ấy, rồi tân giáo hoàng sẽ đi vào cái phòng phía sau lưng của nhà thờ Sistine, sau cái bức tường mà có bức vẽ tranh và ngày phán xét cuối cùng rất là nổi tiếng, có cái cửa nếu chúng ta nhìn thẳng ấy, thì cái cửa bên tay trái đi vào trong đó có một căn phòng gọi là Camera delle Lacrime di Gesù, tức là căn phòng của những giọt nước mắt. Tại vì một số đức thánh cha đấy, khi mà được bầu xong vào căn phòng đó xong khóc và có xỉu nữa, một vài vị là có xỉu bởi vì thấy trách nhiệm nặng nề quá, cảm thấy lo lắng và đôi khi là khóc nữa, thì người ta mới đặt cho cái tên căn phòng là căn phòng của những giọt nước mắt. Có những vị thì có nước mắt thật, nhưng mà đôi khi nếu mà được thích thì chắc chắn sự chắc rơi nước mắt đầu vào cười đấy. Nhưng mà đây nói là Peter Sewell mới hỏi Đức Thánh Cha biệt đức ấy, khi mà Ngài vào đó, Ngài nghĩ gì trong cái căn phòng nước mắt đó khi được chọn làm giáo hoàng? Thì Đức Thánh Cha biệt đức trả lời như sau. Ngài bảo là tôi cầu nguyện và tôi cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, Ngài đang làm gì trên con đây? Bây giờ trách nhiệm thuộc về Ngài, Ngài phải hướng dẫn con đi, con không có khả năng. Nếu Ngài yêu thương chọn con, Ngài cũng phải nâng đỡ con. Khi con đọc cái đoạn này thì con cảm thấy không phục được cái chân mình được lắm. Thực sự là phải nói là một nhà thức tinh thông, một nhà thờ học tinh thông. Thậm chí tham có hình như có một năm đã chọn Ngài như là người của năm đó. Sau này con nhớ không lắm, giờ rất là giỏi về tinh thông, nhưng ở trong đây chúng ta thấy cái sự khiêm tốn của Ngài đấy, con không có khả năng. Thực sự đấy là lời nói của một người gì có cái lưỡi của một người môn sinh, tức là đem cho Chúa. Thực sự là như thế đấy. Và con nhớ khi mà Ngài rời chức vụ giáo hoàng ấy, cái tựa đề khi mà cái bài nói chuyện với các học viên
sau đó báo chí Lý cắt ra và lấy tựa đề chạy cái gì, tựa đề đó là tôi ra đi vì dòng tin của nhau, tức là ngài nói trước cuộc bởi vì gặp cái sức khỏe của con một nữa và ra đi vì phẩm tính của giáo hội, chứ không phải là bao nhiêu vì quyền lợi. Và ngài nói rất rõ trong những cái cổ trong cái sách này, anh xem bây giờ. Và ở đây chúng ta thấy đây chính là một người môn sinh đích thực, tức là trở thành dụng cụ của Thiên Chúa, tức là để cho Thiên Chúa hướng dẫn và Thiên Chúa dùng thì nào ngài không dùng nữa thì thôi, và đón nhận điều đó và cảm thấy hạnh phúc trong điều đó. Đọc lại cuộc đời của Môi-se về một vị môn sinh vĩ đại lắm, chúng ta thấy không, công phố nhất dắt dân cho ngài đi 40 năm trong sa mạc, đùng một cái tới thời là chỉ cần một bước thôi, bước qua bên kia bảo đất cửa sao chú bảo không được, ngươi không bảo nữa. Và chúng ta thấy trong sách Dân Số đã không thấy phản ứng của Môi-se, và đây chỉ là mẫu gương của một người môn sinh đích thực của Thiên Chúa, đây chỉ là những cái mẫu gương rất thực sự là tuyệt vời. Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta thấy không, làm được cái này làm cái kia, nếu trong đời sống cộng đoàn vậy thôi, mà về trên cái chuyện liên cái là bắt đầu là kể hay không, hay là chúng ta nhớ lại những kỳ công mà chúng ta làm ở cộng đoàn chúng ta, chúng ta thấy những mẫu gương của những vị này thực sự giúp chúng ta đào sâu cái đời sống, làm sao đi vào trong cái mối tương giao thân tình với Chúa đấy, để thực sự Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta, Chúa phơm đời sống của chúng ta trở thành một người môn sinh đích thực. Về nếu chúng ta có dịp đọc lại ngôn sứ Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 9 này, nếu chúng ta đọc kỹ trong ngày thứ tư cùng bước vào tuần thánh, chúng ta thấy bài học một đem đó bài này, và chúng ta thấy cái mối tương giao huấn luyện giữa Thiên Chúa và người môn sinh là Isaiah rất tuyệt vời, dễ thương lắm. Con đọc đây con thấy tuyệt vời, sáng sáng ngày tới ngày nắng thức tôi dậy, đã rồi phải thấy tuyệt vời lắm. Những cái ngôn từ mà con chỉ có Isaiah dùng những hình ảnh rất là đẹp để nói lên Thiên Chúa như một người thầy hướng dẫn huấn luyện đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thấy một vẻ đẹp khác, đó là cái sự dễ bảo dịch dạy phân phục của người môn sinh, đó là môn sứ Isaiah. Người môn sứ cần cảm nhận rằng sức mạnh cho đời sống sứ vụ của mình đấy là đến từ Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa, chứ không phải là đến từ khả năng của chúng ta, đến từ khả năng của chúng ta. Và môn sứ Elia can đảm đối diện với những bất hại đó từ phía vua Ahab và hoàng hậu Isabel. Nhưng chúng ta thấy không đơn giản đâu, một mình chống lại mafia 450 quân sứ của thần ban, rồi 450 quân sứ của thần ban còn có được một sư phụ đỡ đầu nữa, đó là hoàng hậu gì, Isabel đó. Tuyệt vời lắm, bà đây phải nói là thông minh lắm, rất mafia, và có thể nói là hoàng hậu từ Lý Thái Hậu của Trung Quốc thì bà đây cũng từ Lý Thái Hậu của gì Israel đấy. Và chúng ta thấy là quân sứ một mình đấy bị vây đuổi như thế, nhưng mà chúng ta đừng hỏi đâu là cái nguồn sức mạnh cho quân sứ Elia. Có lẽ chúng ta cũng tìm thấy được câu trả lời dễ lắm, đó là Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa. Để rồi có cơ hội đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống của chúng ta, đời sống tín đồ và đời sống thánh nhân của chúng ta, và đây chính là cái nguồn lực của chúng ta. Làm sao đó chúng ta phải đi vào cái mối tương giao với Ngài, tạo được cái mối tương giao với Ngài, và chúng ta phải tạo ra nhé, phải tạo ra thiết lập được cái mối tương giao cá nhân với Chúa. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là đời sống chỉ là còn cái chung của cộng đoàn là đủ rồi, chưa chắc đâu, phải nhớ phải tạo ra cái mối tương giao cá nhân riêng với Chúa. Và cái mối tương giao cá nhân riêng với Chúa thì bởi là chỉ có Chúa với cái người đó biết được. Khi con giúp sứ ở bên cái sứ Piazza Giorgio Frassati ở Torino, khi con học ở đó 3 năm, thì 3 năm thì con đi giúp có một sứ thôi, giáo sứ này nó nằm gần cái sân vận động mới của đội Juventus, thì con lên đó. Thì ở trong giáo sứ này là đa số anh chị em di dân từ phía nam lên, tức là từ đảo Sicily, Napoli, cái vùng phía nam ý lên, thì tình hình của các bạn trẻ đó thì hơi đặc biệt, bởi vì hoàn cảnh gia đình nào là bố mẹ ly dị, hoặc là bố sống với một người vợ mới, hoặc là mẹ sống với một người chồng mới, hoặc là bố hay mẹ thì đang ở tù, bởi vì nhiều tình trạng rất là phức tạp. Những anh chị em mà từ phía nam lên, và một số trong các em mà đến sân chơi trong giáo xứ của chúng con thì lo hút thì marijuana, tức là cần sa đấy. Và thực sự là các em này nó gặp rất nhiều những vấn đề khó khăn, vấn đề khó khăn trong đời sống của mình. Và khi con lên giúp cho các em này, thực sự con thấy là
có những em khi mà được hướng dẫn ấy, thì nó thay đổi lắm, nó thay đổi để nó biết đối diện với những khó khăn trong đời sống đấy, tìm ra và vạch ra cái con đường mới cho mình để không đi theo cái vết chân cũ của bố mẹ mình. Và đây là những em con thấy rất trưởng thành, thực sự là khi mà giáo dục được, tiếp xúc được mà nó thay đổi, nó hóa cải đấy, thì con thấy những em này nó rất tốt để mình mời gọi các em cộng tác vào trong công việc giáo dục, bởi vì đây là những đại ca hơn, nhưng mà nó thay đổi được thì nó bắt đầu những em khác rất giỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta mới thấy rằng là có những em nó đối diện với những khó khăn thử thách đấy, và những thử thách đó là cơ hội để cho các em nó vươn lên, chứ không phải là cơ hội đó để làm cho các em nản lòng. Chính vì thế chúng ta thấy không, đối diện với những bất hại thử thách đấy, như Elia đối diện như thế nhưng mà can đảm để vượt qua, bởi vì cái sức mạnh mà Elia kiếm muốn được đó là từ phía Thiên Chúa, từ phía Thiên Chúa. Hình như nhà tác giả nổi tiếng của nhà giải phim của Paulo Coelho đây có viết một cuốn sách về ngôn sứ Elia, nhưng mà với tựa đề khác, con đọc rồi mà không quên cái tựa đề, tiếng Việt thì chưa dịch ra và tiếng Ý dịch ra rồi, cũng nói về lấy cái cảm hứng từ ngôn sứ Elia để viết ra cuốn sách này, nói cái việc một mình Elia phải đối diện với những khó khăn thử thách. Và chúng ta thấy cuộc đời đối diện với những khó khăn thử thách đấy không phải là không có những giây phút nản lòng đâu. Chúng ta đọc vào ngôn sứ Elia chúng ta thấy đôi khi giáo Elia cũng xin Chúa gì cấp cuộc sống của mình đi, và không chỉ có Elia đâu, nhiều ngôn sứ khác nữa, Jeremia cũng vậy đó, và nhiều người ngôn sứ khác đối diện với những khó khăn thử thách đau khổ và cảm thấy là chung bước trong cái cuốn mà Thiên Chúa và Thần Thể đấy, Peter Silver đặt một cái câu hỏi cho Đức Thánh Cha, cho Ratzinger, lúc đó là Ratzinger rồi, Đức Hồng Minh Ratzinger, như sau đó, câu hỏi là có lẽ ta nên nghiêm khắc hơn đối với những chuyện đau đầu, đừng cho phép chúng lọt vào đầu thì hơn, có phải không? Đức Thánh Cha biện được trả lời: chẳng ai bắn được chúng, các quyết định phải chọn, các thất bại, hiểu lầm, thất vọng là những thứ con người không thể tránh được, mà cũng không nên tránh. Các vấn đề khó khăn còn có tác dụng giáo dục, chúng giúp con người tập giải quyết vấn đề. Chúng ta thấy cái bài trò của Đức Hồng Y Ratzinger thì nằm về bộ tiên liên ở đức tin, không phải là cũng có gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều khó khăn lắm, vấn đề của giáo hội nhiều lắm, nhưng mà ngài bảo xong chúng ta cũng không nên tránh những khó khăn đó trong cuộc đời, bởi vì nó giáo dục chúng ta, nó giáo dục chúng ta và nó giúp chúng ta tập để giải quyết các vấn đề. Và chúng ta thấy giá trị của những khó khăn thử thách trong cuộc đời của mình, đó cũng là những cái mẫu gương để thực sự trong đời sống của chúng ta, đặc biệt các đời sống thanh niên ấy, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn thử thách, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy những chìa khóa để giải quyết nó, đó là sức mạnh từ phía Thiên Chúa. Chúng ta đi gặp mỗi tương giao với Ngài, đó là cái điều quan trọng. Và làm sao đó chúng ta kiên trì nói như Đức Thánh Cha biện đức ấy, khi có bão thì đừng ra đi, có bão cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cái sự kiên nhẫn quan trọng là kiên nhẫn và kiên trì để đối diện với những khó khăn, đừng có những hành động hay quyết định gì trong lúc bão đang đến đấy, cứ bình thản, tinh lặng và cầu nguyện. Đó là những cái lời mà tuyệt vời lắm mà Đức Thánh Cha biện đức để lại ở trong tài liệu về đời sống thánh hiến khi ta con Sakarata số 84, có nói những cái lời rất là hay, thì con xin đọc cho chúng ta nghe. Lời ngôn sứ chân chính đến từ nơi Thiên Chúa, nhờ sống trong thông tình với Thiên Chúa, chăm chú lắng nghe đời người trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử, ngôn sứ cảm thấy trong lòng mình sôi sục niềm đam mê đối với vẻ thánh thiện của Thiên Chúa, và sau khi đón nhận lời Chúa trong đối thoại và cầu nguyện, ngôn sứ công bố lời đó bằng cuộc sống của mình, trên môi miệng và bằng hành động của mình. Họ trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa chống lại sự dữ và tội lỗi. Chứng tá ngôn sứ đòi hỏi phải liên lỉ và say sưa tìm kiếm Thiên Chúa, nhất thiết và quản lại hiệp thông với giáo hội, thực hành quyền phân thiêng liêng và yêu mến thật sự và yêu mến sự thật. Chứng tá ngôn sứ cũng được thể hiện khi biết tố giác những điều trái ngược với ý Thiên Chúa, và biết khai mở những con đường mới đem tin mừng vào lịch sử cho Đức Thiên Chúa một đời. Ở đây chúng ta thấy cái mà làm cho chúng ta nhiệt thành đối diện với sứ vụ của chúng ta ở đây, như
con muốn này như tài liệu này mình gọi đó là sao, cảm thấy trong lòng mình niềm sôi sục đam mê Thiên Chúa, đó là hy vọng của tình yêu này mới giúp chúng ta có được và có đủ nhiệt huyết để thi hành sứ vụ của mình và để đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống cá nhân của chúng ta. Và cuộc đời cũng như sứ vụ của sứ Elia trở thành dụng cụ để loan báo tình yêu Thiên Chúa cho con cái Israel và trở nên người tôi tớ phục vụ cho sứ mệnh được trao ban. Ở tài liệu Kitab Sagrada số 84 cũng có một đoạn hay nói về cái điều này. Truyền thống giáo phục đã nhìn nhận nơi Elia, vị ngôn sứ can trường và bạn cũ của Thiên Chúa, khuôn mặt của đời sống đang tu. Elia sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, ông chiêm ngưỡng Thiên Chúa đi ngang qua kích qua đi ngang qua trong tĩnh lặng. Ông chuyển cầu cho toàn dân và can đảm công bố thánh y của người. Ông đấu tranh cho quyền lợi của Thiên Chúa và đứng ra bảo vệ những người nghèo, chống lại những người quyền thế, là những người thánh hiến của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thực tập, thực hành và đọc khuôn lối sống của Đức Kitô trong thế giới. Ngài chính là một gương duy nhất và đích thực của chúng ta. Ngài là ngôn sứ duy nhất, ngôn sứ cuối cùng, và còn hơn cả ngôn sứ nữa, đây là con Thiên Chúa. Và đây đời sống thánh hiến của chúng ta được mời gọi để lắp khuôn Đức Kitô. Chính vì thế thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 2 đã bảo rằng anh em đừng rộng khuôn theo đời này. Vì sao vậy? Bởi vì khuôn đời này nó hư rồi, mình bỏ mình đổ mình vào nó, mình tắt cái khuôn đó là nó hư rồi, khuôn đó là khuôn hư. Và nếu mình không để mình đúc cái đời sống của mình, đổ đời sống của mình vào cái khuôn của thế gian đó thì là hỏng bét. Chính vì thế cái khuôn của chúng ta đó là gì? Khuôn của chúng ta là Đức Kitô, để Ngài trở thành cái mẫu gương duy nhất và đích thực của chúng ta, duy nhất và đích thực. Chính vì thế Đức Thánh Cha Francisco nói một câu rất hay trong cái cuốn sức mạnh ơn gọi Ngài làm với phóng viên cha Fernando Prado, thì trong đó có một câu Ngài nói không ấn tượng lắm. Ngài bảo là không say mê Đức Giêsu Christ sẽ không có tương lai nào cho đời sống thánh hiền. Quá hay nữa, không say mê Đức Giêsu sẽ không có tương lai nào cho đời sống thánh hiền. Nếu chúng ta không say mê Đức Kitô thì chắc chắn chúng ta có những say mê khác, và những say mê khác đó phải là cái khuôn của Đức Kitô thì nghe từ đầu nó là gì? Nó là sai cho định hướng của chúng ta. Và Ngài nói rất rõ sẽ không có tương lai nào cho đời sống thánh hiền. Và con đi vô cái phần chính. Còn nói chút xíu rồi chúng ta chỉ giải lao 50 phút rồi chúng ta nói tiếp phần này. Cái bộ phần mà quan trọng nhất đó là ngôn sứ, người thánh hiến của chúng ta giờ đây phải trở thành gì? Ngôn sứ của tình huynh đệ. Ngôn sứ của tình huynh đệ. Có lẽ chúng ta sẽ hỏi là sao thì không? Cái tựa đề hơi lạ. Ngôn sứ lời Chúa, ngôn sứ của Chúa. Đây đó là ngôn sứ của tình huynh đệ. Con lấy cái cửa đề này bởi vì con liên hệ nhiều đến đời sống chúng ta của chúng ta. Và cách riêng đối với người sống đời thánh hiến, một trong những yếu tố quan trọng chúng ta thấy đó là đời sống hồng loạn. Chúng ta có đời sống hồng loạn. Chính vì thế con lấy cái cửa đề này. Mỗi cá nhân của đời sống thánh hiến ấy được mời gọi trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Trở thành dấu chỉ tình yêu. Chúng ta người thánh hiến là ngôn sứ của Chúa, nhưng mà phải trở thành dấu chỉ của tình yêu của Chúa. Có cuốn sách cũng hay lắm, tựa đề đó là Thời Thơ Ấu của một nhà văn nổi tiếng của Nga tên là Maxim Gorky. Ông xuất bản cuốn sách này năm 1913. Giờ để đọc lại thì con cảm thấy vẫn còn hay nữa. Và trong đó đấy, để nói về cuộc đời, cái từ trong cuộc đời của một cậu bé tên là Alexei. Cuộc đời vất vả lắm, vất vả. Mồ môi bố, rồi sau đó lang thang chỗ này kia, rồi phải về sống chung gia đình với ông bà ngoại của mình. Nhưng mà gia đình của ông bà ngoại rất
rối phức tạp lắm, rắc rối và phức tạp, bạo lực cũng có, bạo hành cũng có trong gia đình, nhưng mà ở trong gia đình này hạnh phúc lắm, có một bà ngoại. Bà ngoại này phải nói là ăn nói đôi khi cũng hơi thô lỗ tí xíu, nhưng mà cậu bé này đấy rất cảm phục quan sát cái cách cầu nguyện của bà ngoại của mình. Đó, bà ngoại này phải nói công đồng cô đây đôi khi có những tiểu thuyết xem như là tiểu thuyết khoa học thôi, nhưng mà nó rất là tin tôn giáo, rất tin tôn giáo và rất là thiêng liêng. Thực sự vậy, con thấy thế, rất thiêng liêng. Và trong đó bà ngoại cầu nguyện dễ thương lắm, hầu như là buổi tối bà thắp ngọn nén trước bức tượng thắp đấy. Chúng ta biết là người chính thống Nga hay Hy Lạp vậy, họ có những cái mẫu icon, tức là vẽ trên cái bức gỗ và thắp cái nến cầu nguyện thôi. Bà ngoại thắp cái ngọn nến và cầu nguyện và kể hết một ngày sống của mình với Chúa. Dễ thương lắm. Và cậu bé này đánh động lắm. Trong cái cuốn này bà cậu ghi như sau. Cậu nói là Chúa của bà tôi đối với tôi đi vẫn thật dễ hiểu và không đáng sợ. Hay chỗ khác cậu nói rằng là tôi rất thích Chúa của bà tôi vì Chúa của bà tôi rất gần gũi với bà tôi. Chúng ta thấy đây là cái điểm mà bà muốn nói này, làm sao trở thành dấu chỉ ở đây. Chúng ta thấy bà này cũng trở thành một gì ngôn sứ đấy. Chúa của bà tôi rất là thích Chúa của bà tôi. Cậu bé này chưa đi vào mối tương giao với Chúa, nhưng mà sao quá cái mẫu gương của người bà ngoại của mình cảm nhận được Thiên Chúa của bà ngoại mình, cảm nhận được Thiên Chúa của bà ngoại mình. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh luôn lặp lại Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob, các tổ phụ truyền lại cho con cháu của mình, cảm nhận về Thiên Chúa của mình, Thiên Chúa của con này đi vào cái mối tương giao cá nhân chứ không phải là chung chung. Chúng ta thấy Thánh Định 60:1-62 có thánh định rất là hay. Trong cái tuần bát nhật này chúng ta sẽ đọc trong thánh định đầu tiên. Đó, lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa, không có thờ gì đây đâu. Trong bản Hy Lạp rất hay, Ngài là Chúa của con. Ngài là Chúa của con, đi vào cái mối tương giao có cái nét này là cái hay lắm. Hay lắm. Khi vào nó đi vào cái mối tương quan rồi thì nó chỗ nào nó cũng thờ Chúa hết. Còn nếu mà chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài thì nguy hiểm lắm. Lúc này vào chỗ này tôi thờ Chúa và bước ra chỗ khác mọi người chưa chắc đâu nha. Thành thử cái bản định, cái bản mà cũng do cái sâu cực kỳ ý bảo cái chỗ này nè, Ngài là Chúa của con, chỉ đích danh. Giống như cái bài đọc ngày thứ ba trong tuần bát nhật, rất hay, tin mừng của Gioan. Chúa hiện ra nói với bà gì Maria, mới gọi là tưởng là gì người giữ vườn. Và khi Maria, Chúa gọi gì Maria thì Maria đáp lại sao? Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa. Mẹ coi đi, trong bản kia thì không có cụ con nói Rabuni, lạy thầy, lạy thầy của con, chứ không phải là lạy thầy con không đủ. Lạy thầy của con, đi vào cái mối tương giao phải chỉ cần nghe tiếng đây thôi là biết Ngài. Tức là khi là đi vào cái mối tương giao so thật với Chúa thì mới nhận ra tiếng nào mà thôi. Giống như chúng ta ở chung với phòng trò đấy, nghe bước chân của thầy này hay là sơ kia là tiếng này, giọng con chỉ nghe có thầy đi như là động đất, thế là không biết nghe ông thầy đó. Cũng gầy lắm, chúng thì mãi đi thôi. Nhưng mà nghe là biết đi. Còn mối tương giao mình ở có hay không biết là chứ còn người lạ thì không biết. Làm sao đi vào cái đó? Cái đó là bình thường thôi, nhưng chúng ta thấy trong vấn đề thiêng liêng. Làm sao để chúng ta chỉ đích danh được ở Chúa và chúng ta nói là Ngài là Chúa của con này. Và đó mới là cái thành đạt trong đời sống thiêng liêng. Làm sao chúng ta đạt tới cái mức đó đấy, đi vào cái mối tương giao, đó mới là cái đỉnh cao của đời sống thiêng liêng. Là những cái bản dịch phải để ý chỗ đó, đừng có dịch trại hay là chú giải hơi quá. Như bạn đúng đâu mà cha bạn nhớ Augustine nói rất rõ trong cuốn Từ Vựng, một bản dịch tốt đó là một bản dịch gì chính xác, chứ không phải là thay hoa hoa gì để cho con văn cuốn nó suôn sẻ có đâu. Một bản dịch tốt đó là một bản dịch chính xác, bởi vì nếu không nó đánh mất đi cái cốt lõi, cái nền tảng mà tuyệt vời lắm. Và chúng ta đánh mất đi cái đó thì đâu còn gì mà hay nữa. Nếu là đọc Thầy Chúa là Chúa của con và đọc cái bản Do Thái thì chúng ta sẽ thấy chỉ nhất danh luôn. Atat Atonai, chỉ là Ngài đấy, dùng ngôi thứ hai, tại từ ngôi thứ hai suy chỉ đích danh đó, Ngài đó là Chúa của con. Và đôi khi trong đời sống thiêng liêng chúng ta có chỉ đích danh được điều đó, đi vào trong cái mối tương giao cá nhân, đó là cái đỉnh cao của đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Và khi chúng ta có cái mối tương giao rồi thì chúng ta thấy không, cái mối tương giao thân tình đến Chúa đó, với tôi với Chúa trở thành dấu chỉ cho những người khác, dấu chỉ cho những người khác. Và đây chính là cái điều mà thực sự vai trò của một người thánh hiến giữa đời cần là như này đó. Làm sao người ta nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy Chúa. Chúng phải đi tu rồi xong đi về bảo càng đi tu thấy lăn ra, rồi đi tu về bảo cái người đó đi tu về nó nhậu cả nó cũng không say nữa thì nó đã không rồi. Đúng ra nó gặp thì nó phải bảo chứ wow, mỗi lần gặp sơ gặp thầy cứ mỗi năm gặp về thấy thánh thiện hiền lành chân chất, cái đó có nghĩa là tuyệt vời. Chứ còn bảo phun ra lăn ra thì cái đó thì chúng ta coi lại, chúng ta thấy phải làm sao để cho Chúa uống nắng đi vào lối tương giáo để chúng ta thay đổi trở thành dấu chứng tuyệt vời cho Chúa. Người ta nhìn để người ta nhìn thấy Chúa của mình, nhìn thấy Chúa của mình đó. Người ta nhìn thấy đời sống của mình, của mình để người ta nhìn thấy Chúa, Thiên Chúa của mình đó. Hơn nữa là những người thân hiện chúng ta được thúc bắt trở nên cộng đoàn của tình huynh đệ. Đây chính là điều mà con muốn nhắc bạn tới. Cái kia là cá nhân, nhưng cái cá nhân nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta đi vào cái mối tương giao thân tình với Chúa rồi để cho bạn cũng đáng, chúng ta thấy chúng ta sẽ kiến tạo được một cộng đoàn của tình huynh đệ. Đời sống thánh hiến cần trở thành ngôn sứ của tình huynh đệ ở chỗ này. Vì đây là lời rao giảng tin mừng cách hữu hiệu nhất và là chứng tá rõ ràng về sự hiệp nhất trong giáo hội. Đây là lời rao giảng tin mừng cách hiệu hữu, cách hữu hiệu nhất ở trong cái công viên Vuntum Dei Querere, tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa đấy, của Đức Thánh Cha Francisco ngày ra ngày 2016 đấy. Có một chỗ viết cái chỗ này rất là hay, tôi rất là thích. Ngài nói như thế này: đời sống huynh đệ cộng đoàn là hình thức đầu tiên của việc rao giảng tin mừng. Chúng ta nhớ nhé, đời sống huynh đệ cộng đoàn đây là hình thức rao giảng đầu tiên, chứ không phải là đi ra và đi giảng cho người giáo dân nhé. Đời sống huynh đệ cộng đoàn là lời rao giảng đầu tiên của việc rao giảng tin mừng. Đấy là hình thức đầu tiên và là chứng tác rõ ràng trong sự hiến nhất của giáo hội. Trong cái tài liệu Kitta Consacrata số 42 cũng có ghi chỗ này: đời sống huynh đệ hiểu như là một đời sống chia sẻ trong tình yêu, chia sẻ trong tình yêu ấy, là một dấu chỉ hùng hồn về sự hiến thông giáo hội. Đây là những tài liệu năm hay nói về điều đó. Chúng ta phải thể hiện và thực hành đời sống yêu thương huynh đệ như Đức Kitô mời gọi, vì đó là dấu chỉ cụ thể để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, hiện diện giữa chúng ta. Khi sống thân phận làm môn đệ theo tin mừng, tất cả những con người ấy dấn thân thực thi điều răn mới của Chúa bằng cách yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Kitta Consacrata số 42 nói điều đó. Và vì thế chúng ta thấy khi chúng ta, cái ngôn sứ của đời sống cộng đoàn, của tình vấn đề, đây là điều tiên quyết nhất cho đời sống thanh niên của chúng ta và cũng cho đời sống của Kitô hữu đó. Chúng ta thấy đây là cái mời gọi rất lớn và rất mạnh mẽ, như thánh Phaolô đã mời gọi các tín hữu ở Philippe đấy, trong chương 2 câu 5 là viết như sau: anh em hãy có nơi anh em đấy tâm tư như đã có trong Đức Giêsu Kitô, như đã có nha, như đã có. Tức là ở đây không có áp dụng cái con như một từ Việt Nam, cha không có thích, có ý bảo là con không giống lông cũng giống cắt, có cái chuyện đó đâu. Ở đây mời gọi mạnh lắm, giống toàn diện, nhớ nhé, không phải là thôi giống Chúa một tí thôi cũng được, một tí lông thì cắt đó, rồi bác cái đi xíu thì đủ rồi, xin lỗi không có đâu. Giống toàn diện đây là một thách đố mời gọi chúng ta phải làm sao đó như thánh Phaolô nói nè. Và đây là những cái tiêu chuẩn rất lớn ở sứ điệp của Đức Kitô mời gọi chúng ta thăng tiến lớn lắm, có tâm tình như Đức Kitô đã có. Thành thử phải làm sao cho nên giống toàn diện, bởi vì nếu không đi, có một lần một người bạn Phật giáo của con ở bên Hàn Quốc, hầu như con cũng thường qua thăm anh chị này, chị thì công giáo, anh chị làm việc chúng tôi nhưng mà sống rất tốt. Có một lần anh đi làm ở công ty ở bên Hàn Quốc đấy, thì có những người công giáo đặc biệt từ Malaysia, nói chung họ cũng lén này kia. Anh kể anh cũng buồn vì anh có nói với con một câu như thế này, là nói với cha bên ơi, nếu mà người Kitô hữu chỉ sống 5 hay 10% lời dạy của Chúa chắc là
làm thế giới này cũng thay đổi như mình. Con mà thực sự con nói có vẻ hơi sốc một tí xíu đối với con, nhưng mà thực sự đấy, lúc đó mình đóng ngực để mình coi bao nhiêu phần trăm mình sống và thực hành lời dạy của Đức Kitô hay nghe và thực sự đem vào đời sống bao nhiêu phần trăm. Để ở đây chúng ta phải thấy cái lời mời gọi của Thánh Phaolô cũng mạnh lắm. Đó. Anh em hãy có nơi anh em, có nơi anh em tâm tư đã có như đã có trong Đức Kitô. Chúng ta thấy ở đây mời gọi chúng ta là sao? Giống toàn diện, cho nên tôi nói là giống lông hay giống cánh một tí xíu thì không được đâu, hỏng cái đó là hỏng bét. Phải giống toàn diện thì lúc đó làm sao? Lúc đó lời chứng ta của chúng ta đấy, ngôn sứ của tình huynh đệ đấy mới được thể hiện ra mà thôi. Còn nếu không chúng ta không thể hiện được, không thể hiện được đâu. Rồi chúng ta nghĩ giải lao đi, năm hay mười chúng ta vô tình. Quay lại cái nội dung chính của đề tài nhé, bạn chỉ biết đó là bốn chữ của đề tài nhé. Và chúng ta thấy cái làm chứng về tình yêu giữa anh chị em trong đời sống thánh hiến nó quan trọng lắm. Khi chúng ta sống được như thế thì lời chứng của chúng ta mới khả tín, mới khả tín và có tính thuyết phục người khác. Trong cuộc phỏng vấn, cha Fernando Bravo có đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Francisco. Câu hỏi như thế này: Đức Thánh Cha có tin rằng đời sống cộng đoàn có thể tiếp tục là dấu hiệu và là một cực có sức hấp dẫn đối với người trẻ không? Và Ngài trả lời: Tôi thấy dường như rõ ràng là đúng vậy. Ngày nay phải làm sao cho đời sống huynh đệ luôn luôn đích thực. Khi người ta sống theo cách giả hình thì sẽ không hấp dẫn đâu. Nó sẽ trở thành không phải là một dấu hiệu mà là một phản dấu hiệu. Chúng ta đừng bao giờ rơi vào lối xấu của đời sống cộng đoàn theo cách giả hình được. Chính vì thế đó là chúng ta thấy cần một cõi lòng đích thực trong đời sống chung, đời sống thánh hiến, cái tình yêu đích thực. Chính vì thế cái câu nói của ông ngoại mẹ Alexei có một con cha ấn tượng, còn nói với thằng cháu của mình là sự dịu dàng của con người không thể mua ở chợ được. Câu triết lý ghê rồi, sự dịu dàng của con người không thể mua ở chợ được. Người thấy không? Không thể được bỏ một số tiền ra ngoài chợ mua cái sự dịu dàng được, không có đâu. Cái dịu dàng mà chúng ta có mua ở chợ thì nó giả tạo thôi, nó chóng quan, bởi vì mình trả tiền thì nó mềm dẻo, còn chứ chắc. Và cái nhiều nhiệm vụ của người khi cơ hội và của người thanh niên phải ở đâu để lấy, phải đi vào cái mối tương giao với Chúa và kiếm một đời cái nguồn mặt đó thì chúng ta mới có thể làm chứng được. Còn nếu không, chúng ta thấy đây cũng là một điều mà Đức Thánh Cha mời gọi, Francisco mời gọi đó là đừng có chạy sống theo cái lối này. Đời sống cộng đoàn mà còn như thế thì mệt mỏi lắm đó. Chắc chắn sẽ có chứ không phải là không có đâu, không phải là không có. Chính vì thế có một cuốn sách cha đọc năm ngoái thôi, đọc cũng mê mẩn lắm. Cái cuốn chắc là nổi tiếng ở đây, chắc nếu một vài người chắc sẽ đọc. Đây là Xuống Nguồn, Wild Grand. Xuống Nguồn, 1200 trang thôi. Nhưng mà nó quá hay, nó quá hay. Cho bạn phải chỉnh ra coi là cái phần dẫn nhập, phần giới thiệu của chính tác giả. Họ đúng rồi, tất cả triết lý của bạn nằm ở trong cái phần dẫn nhập của chúng ta tuyệt vời. Và trong đó kể một cái gương mặt phản diện và một gương mặt chính diện. Gương mặt phản diện đó là Peter Keating, đó là một kiến trúc sư không giỏi nhưng mà không lỗi, đó là đi ăn cắm chấm sáng của người khác thôi, nhưng mà anh sẽ lên cái sự thành công đó, nhưng mà không bền đến lúc phải trả giá hết. Trong khi đó cái gương mặt mà chính diện đấy, đó là Howard Roth, phải nói là một người sống chân thật. Tức là con cha phải dùng cái từ giống như cha Jack Phillips mô tả, đấy là một người có cái gì tự do nội tâm. Đọc cái cuốn này chưa, cũng tự do nội tâm cuốn đó phải đạt đến cái mức, trong đời sống của chúng ta đạt đến mức tự do nội tâm, đó là những con người sống thật trong tương quan với Chúa và những người khác. Và thực sự đấy, cái câu nói mà con ấn tượng nhất, cha ấn tượng nhất của Howard Roth ấy, anh nói như thế này: anh có thể đóng vai đạo đức giả trước một đám khán giả, nhưng anh không thể tự lừa dối
phái nghiêm khắc nhất. Chính vì thế hãy sống thật đó, hãy sống thật. Tại vì nếu trong đời sống thánh hiến của chúng ta còn dán dấp của cái việc ngoại giao như bên ngoài thì chúng ta phải chán lắm đó. Phải thực tình, phải thực tình. Nếu chúng ta có bị rơi vào cặp bẫy của cái sự giá lên đó, đó có một ai đó lừa lòng chúng ta, hay là chúng ta đặt tín nhiệm vào người đó nhưng mà cuối cùng người đó không có những cái sự tín nhiệm đó, thì nói với người này người kia, những cái cảm nghiệm đó đừng được giúp cho chúng ta vượt thắng, vượt thắng để không sống như họ. Phải làm sao đi vào trong mối tương giao của đời sống cộng đoàn chân thật với nhau. Sau này cho nó biết cuối cùng cái sự thật nó mới được mở, còn những cái bóng bẫy bên ngoài, những cái giả bên ngoài chúng ta thấy nó không đem lại ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Và đừng lao vào cái đây, bởi vì nếu lao vào chúng ta sẽ gặp đau khổ trong đời tôi đấy, đặc biệt trong đời thanh niên của chúng ta. Phải định ý cái này, và vì thế phải tìm được nó là căn nguyên cội nguồn cho đời sống thanh niên của chúng ta. Cái khuôn mặt đó, nói như thánh Augustino ngài dùng cái cụm từ là cái người phụ tử đấy, mà có thể dùng cho những người thanh niên đó, phải dùng lại một cái cụm từ đó là phải trở nên cái cụm từ như là amoris officium, tức là cái nơi để khởi nguồn cái đức ái, cái đó là cái trách nhiệm, đó là cái bổn phận của đức ái của con người mục tử. Làm sao đó chúng ta trở thành trung tâm nơi triển khai cái đức ái của Đức Kitô, cái đó mới là cái chuyện mà thánh Augustino mở nói. Nếu không có cái nguồn mặt này thuộc đẩy và là mục đích thì những công việc mục vụ hay công đồ của chúng ta chưa đạt đến cái chuyện tích vinh mạnh của nó, bởi vì nó chỉ dừng lại ở việc là tìm kiếm vinh danh cá nhân mà thôi. Và con nghĩ đây là cám dỗ cho tất cả mọi người trong chúng ta, nó liên tục cám dỗ để quy ngã, cám dỗ để tìm cái vui. Thành nữ phải tập luyện, khi nào đó chúng ta làm việc đó mà người ta có khen đi mà trong lòng chúng ta mà thích nhiều ấy, thì chúng ta phải coi lại cái gì đó mà thích là hơi hơi phiền, hay người ta mắc chửi mình thì mà mình bực dọc nhiều ấy mà mình phản ứng nhiều thì chúng ta phải coi lại cái quy ngã của chúng ta hơi lớn ấy. Phải tập làm sao để đứng trước lời khen lời chê tôi vẫn bình an, vẫn bình an, không có gì hết đó. Cái đó mới là cái điều mà chúng mời mọi chúng ta, để khi chúng ta mà sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và tìm Ngài như là cái nguồn tích cực cho đời sống của mình, thì những cái rong đi bên ngoài đó nó không ảnh hưởng chúng ta nhiều lắm đâu, chúng ta sẽ vững thắng. Và chính vì thế chúng ta thấy là tránh cái việc tìm kiếm vinh danh cá nhân. Và một trong những cái mẫu gương tuyệt vời của Phát Ái Vương Đệ, tại vì khi còn cái cuốn Người Chẳng Lòng Thương 2016 ấy, thì một trong những vị khá khá lúc là trưởng phương mà con cũng yêu thích lắm, đó là Sạc Điều Phú Cô, thì con cứ thích dùng cái tên là Anh Sạc thôi, tại vì các chị dòng cái mũi lấy cái tên của Anh Sạc cho Phú Cô, nhưng mà đến xác lập là chị Nguyễn Tu Emmanuel đó, rất là tuyệt vời, và thiện lòng cũng đang trong chương trình phòng thành. Thì Anh Sạc có một cái linh đạo rất là đơn giản, đó là trở thành một gì? Người anh em đại đồng, tình huynh đệ đại đồng cho tất cả mọi người. Chính vì thế, anh ra qua bên Algeria đến sa mạc lập cộng đoàn hay sống vậy, luôn luôn đối thoại với những anh em Hồi giáo, anh chị Hồi giáo của mình trong tinh thần của một anh em đại đồng, không có phân biệt. Và đây chính là cái đức ái bao trùm lớp lắm. Khi mà cái đức ái nó lớn rồi thì không có khoảng cách. Còn nếu đức ái chưa lớn thì chúng ta sẽ phân biệt anh đó là Hồi giáo, anh đó là Phật giáo, anh đó là người ngoại giáo. Còn thực sự đức ái mà bao trùm rồi, chúng ta nhìn thấy mọi người dưới làn kính của Thiên Chúa. Và đây chính là điều mà thực sự đời sống thánh hiến mời gọi mỗi người trong chúng ta cố gắng nỗ lực để nhận thôi. Và chúng ta thấy anh Sạc Đời Phú Côn, trong phương Sạc Đời Phú Côn ấy thực hành cái đức ái này rất tuyệt vời, chứng với những anh em Hồi giáo trong cái cuốn mà con viết con đã ghi như thế này: Cha Sạc Đời Phú Côn luôn sống như người anh em đại đồng với tất cả mọi người, bất kể tôn giáo, chủng tộc hay văn hóa nào. Nguồn sức mạnh để cho Sạc Đời Phú Côn trở nên người anh em của mọi người, đó chính là Chúa Giêsu. Đây chính là nền tảng cho đời sống của chúng ta. Cộng đoàn của người thánh hiến không phải là nơi để đấu đá hay loại trừ nhau, nhưng là nơi ươm trồng và làm chỗ sinh hoa trái của tình thương, của tình thương. Làm sao chúng ta có thể yêu thương người khác nếu chúng ta chưa thể hiện tình thương với các anh chị em cùng ơn gọi và cùng sứ mệnh của mình? Nếu chúng ta chưa làm được điều này thì cái việc đôi khi cũng đặt lại câu hỏi. Tại vì con thấy đôi khi đi ra ngoài làm việc một vụ thì tốt lắm, cha đạo thành đó sao cứu cái hẹn,
trong đó thế nào, thì Long phải coi lại. Tại vì nếu thực sự một đất ái mà tuyệt vời và bao la thì ở bên ngoài cũng như bên trong cùng một sự thể hiện mà thôi. Còn nếu không, chúng ta thấy sẽ có cái sự khác biệt đó. Ở ngoài thì ok lắm, nhưng mà về trong cộng đoàn thì không thẳng với nhau và khó so với nhau. Ở đây chúng ta thấy đâu là cái cộng đoàn để chúng ta nhìn thấy đâu là cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải hướng tới. Bởi vì đây chính là điều mà Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người trong chúng ta làm sao đó nơi đời sống cộng đoàn, đây chính là cái nơi cái trách nhiệm bộ phận đầu tiên để tôi ương trọng hoa trái của tình thương, hoa trái của tình thương cho những anh chị em cùng sống đời thân niên của tôi. Đây chính là cơ hội. Bởi vì nếu không, chúng ta thấy vấn đề lớn lắm. Đức Thánh Cha Việt Đức trả lời cho cái câu hỏi mà cha khi con học con cũng cảm thấy nhức nhối trong cái cung Thiên Chúa và trần thế, đó liên quan một tí về đức tin. Nhưng mà cái hiện trạng thì nó xảy ra đây, đó là Peter Singer đặt câu hỏi như thế này. Đặt câu hỏi cũng sâu lắm và tôi thấy nó đụng chạm đến căn tính của người Peter một chút. Ngài nói như thế này, anh chàng phóng viên đó nói như thế này, hỏi như thế này: vấn đề là liệu đức tin có thực sự làm cho người ta tốt hơn, nhân từ hơn, yêu thương hơn, bớt tham lam hơn, bớt tự phụ hơn không? Và anh nói tiếp: hãy nhìn vào những người đã được chính Chúa kêu mời tin, những kẻ xem ra chẳng mong gì hơn là được sống đẹp lòng Chúa và trở thành những con người hoàn hảo. Tại sao trong số các giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ lại có nhiều đố kỵ, tị hiềm, ghen tương, dối trá và thiếu bác ái với nhau đến thế? Đây là chính là câu hỏi mà Peter Singer đặt cho Dasinger. Và Ngài trả lời như thế này. Ông hỏi thêm một câu nữa, đó là: tại sao đức tin không làm cho họ tốt hơn? Tại sao thế? Và Đức Thánh Cha kịp được trả lời một câu hỏi quả thật nhức nhối. Ngài chưa nhận điều đó. Tức là điều đó cũng xảy ra trong giáo hội. Những cái đố kỵ, nhiều ghét, ghen tương, đối trả. Phải nói có đấy, mà có nhiều ở trong bài viết. Đây là một câu hỏi nhức nhối. Qua đó ta lại thấy rằng đức tin không đơn giản có sẵn đó, nó không đứng yên nhưng có thể lớn ra hoặc đeo lại. Nó không đơn giản là một bảo chứng hoàn toàn, một nguồn vốn giờ đây chỉ có chờ đợi thu lần mà thôi. Ngài nói lên điều này, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta phải nỗ lực sống đức tin, sống đức ái của chúng ta. Bởi vì nếu không, nó không có phải bảo đảm cái tước hiệu, cái việc mà chúng ta lãnh nhận cái tính thánh thể chưa đủ để nói là chúng ta sẽ trở thành một con người thanh toán. Nhưng đòi hỏi cái sự nỗ lực của chúng ta, bởi vì nếu không chúng ta sẽ thua những anh chị em mà chưa được đứa hỏi. Còn nhớ 2018 thì bố con đồng hành con về ở quê của con đấy, bố đồng hành thì đưa lên bệnh viện, ở bệnh viện đấy. Thì trong khi đưa bệnh viện thì cái phòng đó có khoảng 10 người. Thì nằm đối diện cái trường bố con là một bác mặt tuổi bố con tôi, 85 tuổi. Và con chỉ thấy một ngày đấy chỉ có một người lên thăm bác thôi hai lần, đó là buổi trưa và buổi tối. Và cái chị này chặt cửa con thôi. Và sau khi hỏi chuyện thì mới biết đó là cái cô mà lên cho bác chăm sóc bác đó là cô con dâu, cô con dâu con trai của bác ấy lấy cô này. Nhưng mà bây giờ đứa con trai nó chạy theo một người khác rồi, nhưng mà cô này vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ chồng của mình. Và đây thực sự những cái hình ảnh đó làm con ấn tượng và cảm động lắm. Bởi vì họ thực sự là những người mang danh đích thực kỳ đồ đấy. Bởi vì họ có sống cái đức ái nó cụ thể lắm, vượt qua những cái hận thù, ghen ghét, trả thù bây giờ. Đây là những mẫu ứng tuyệt vời, âm thầm lắm. Không có khua chiên, phổ ngự. Nhưng mà thực sự đây là những mẫu ứng. Và chúng mời gọi chúng ta đi vào những cái cụ thể đấy. Làm sao đó chúng ta thể hiện được tình thương nhiều là những người đó. Và Đức Thánh Cha mời gọi đó. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta có một cái bảo chứng thành toàn là đức tin, đức hạnh, đức mê hay là chúng ta là Kitô hữu và không có. Ngài bảo có thể lớn lên nhưng mà cái bảo chứng, cái gia sản đó có thể lớn lên nhưng mà nó có thể bị chết đi nếu chúng ta không nỗ lực để xây dựng cuộc đời của mình dựa trên nền tảng của Đức Kitô. Và chúng ta thấy đây là một cái lời mời gọi rất lớn dành cho mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về hiệu năng của đời sống yêu thương cũng như thực trạng của đời sống thiếu tình yêu nơi một số cộng đoàn Kitô hay giữa những người thanh niên. Ngài viết trong cái tổng huấn Evangelii Gaudium số 106:
Nhưng nếu họ nhìn thấy, tức là giáo dân đấy, nhìn thấy chứng từ của các cộng đoàn huynh đệ và hòa giải đích thực, thì chứng từ đó luôn là ánh sáng lôi kéo họ. Điều khiến tôi đau lòng, đó là khám phá ra rằng một số cộng đoàn Kitô và ngay cả những người được thánh hiến vẫn còn dung giữ các hình thức khác nhau của hận thù, chia rẽ, vu khống, nói xấu, trả thù, ganh tị, dung dưỡng cho những cuộc bắt hại diễn ra y như những cuộc săn phù thủy không khoan nhượng. Chúng ta sẽ lo báo tin mừng cho ai nếu đó là những cách xử sự của chúng ta? Chả làm thì chả lo báo được cho ai mà. Nếu chúng ta còn xử sự như thế này à, và đây là một cái lời nhức nhối thực sự cho mỗi người trong chúng ta. Có một cha giáo còn cũng nói này, ở bên Úc, ngài về thường xuyên dạy cho mình của chúng con. Ngài kể phải có bao nhiêu, ngài cũng hướng dẫn một chị đi vào dọc tu à, rồi vào trong đó thử nghiệm cái duyên lòng ba bốn tuần vậy đó. Sau này ứng sinh này bỏ chạy, bỏ của chạy đến rồi và ra gặp nói với ngài, con tưởng ở trong đời tu ấy con tìm thấy những cái hận thù ghét đấu đá nhau, hạ bệ nhau, nhưng mà trong đây nó còn nhiều hơn ngoài. Cái đó để thực sự để chúng ta phải tập ngực để nhìn lại chứ mà thực sự vậy. Chúng ta hứa thắng mỹ thiện thế này kia, nhưng mà ngay trong đời sống cộng đoàn chúng ta vẫn còn những gì đó phản động, và đôi khi như con nói, đôi khi nhiều hơn bên ngoài. Và từ cái tính chất trong cái phương mức sức mạnh bên ngoài, ngài bảo những giám mục ngay cả linh mục và tu sĩ vậy, họ mặc áo xuân tăng, nhưng mà tâm hồn của họ sao là chứa được một quả tim gì phản tục. Và thứ chính là chúng ta không sợ à, chắc chắn đời sống cộng đoàn chúng ta không tìm một cái cộng đoàn nó hoàn hảo ở dưới đất này, nhưng mà không vì thế để rồi chúng ta không nỗ lực để vươn cánh những cái không hoàn hảo, những cái mang tính đời, và đừng đem những cái tính đời đó vào ngay trong đời sống cộng đoàn của chúng ta. Từ ánh mắt đó, cái này mới là cái ghê nữa, từ tiếng sọc xì phủ đầu đó, trực mộ không có chứ những cái đây ấy. Và chúng ta thấy đây là những cái phản chứng đấy, phản chứng rất lớn trong đời sống thánh nhân của chúng ta. Chính vì thế chúng mời chúng ta thăng tiến hơn, thăng tiến để thay đổi. Thực sự khi con đọc cái cuốn mà Bát Kinh Monte Cristo của Alexandre Dumas, con phải nói là khi đọc mấy chục gia đồng, con ấn tượng khi anh chàng nhân vật chính là Dante sống rất quân tử, dễ thương, rất dễ thương, và con đọc mấy đầu con nghĩ chắc tương lai sáng lạc lắm, nhưng mà cuối cùng tương lai cuối kết câu chuyện thì tuyệt vời lắm, không có sao quên nhá. Nhưng mà vì cái sự ghen tức mà ba thằng bạn ha, thằng Dallas rồi thằng gì đó, ba thằng nữa, thằng Candirus ha, còn thằng nữa là Fernand, cố tình tố cáo, viết đơn nạt danh tố cáo với chính quyền, bởi vì thằng nói rằng là Dante là một thủy thủ chuẩn bị lên là thuyền trưởng, là giấu những tài liệu về chính trị của một người bác, kết án tù trung thân. Và đọc cái đó thì con cảm động lắm. Anh phải trải qua mấy chục năm rồi, rồi sau đó là thoát ra cái ngục và quay trở về. Khi mà giàu có rồi, chiếm được kho báu ở cái đảo gọi là Monte Cristo ở vùng của Ý đấy, chúng ta đi qua chúng ta sẽ thấy. Con hy vọng là có dịp rồi con sẽ tới cái đảo đó cho bạn được. Tại vì rất là thích đọc tác phẩm đầu là tới ngay cái nhà của tác giả và tới ngay cái môi trường này. Nói chung là con cũng hoàn thành được nhiều năm rồi, tức là tới ngay chỗ đó để mình chiêm ngưỡng hay là vô được cái cửa nhà của ông tác giả là hạnh phúc lắm rồi, không cần gì hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là vượt qua được nhờ sức mạnh ý chí lắm. Nhưng khi trở lại trả thù đấy thì Dante sẽ không trả thù được, bởi vì như con nói, con ông đi đâu đó làm bằng thế. Cái tình bạn ấy cuối cùng cậu trở về, nhưng mà cậu nói một câu, nếu tôi biết trước và tôi quyết định trở về trả thù thì tôi phải xé nát trái tim của tôi lại. Hay như câu đó tuyệt vời, nhưng mà cậu đâu có xé đâu. Thì đây là những con người tuyệt vời để giữa những hận thù đó vẫn vượt thắng được, vượt thắng được những cái gì đó là con người. Thành thử chúng ta thấy đọc trong cái cuốn mà cha Cantala Mesa cũng mới tìm ra cũng hay lắm, chúng tôi lao giải đức kỳ công quyền đóng linh, thì trong đó có một điểm con rất là thích của cha Cantala Mesa, trong đó ngài nói cái chỗ mà Chúa Giêsu tha thứ cho những người đóng linh ngài để lại cha xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm.
thì Ngài bảo rằng ôi, những con người mà dưới tầm mắt của chúng ta có thể loại trừ là những người lính đóng đinh, những người pharisêu, những người lãnh đạo tôn giáo, nhưng trong câu nói của Chúa đó là cái lời cầu xin cuối cùng, sự cạn thiện của Thiên Chúa cho những người đó. Đôi khi chúng ta thấy có những người mà chúng ta nghĩ là không vào cái này biết đâu được hay muốn chúng ta gặp họ ở trên đó, hoặc có những người chúng ta nghĩ là họ sẽ không lên thiên đàng ở trên thiên đàng, chứ chúng ta tin chắc rằng là ở trên thiên đàng, nhưng đôi khi chúng ta xuống ở dưới chúng ta lại thấy mặt ở đó, thấy mặt ở đó không sao được. Chúng ta thấy anh nữ ở đây làm sao đó, cái vấn đề đó là sống theo tin mừng của Đức Kitô để cho tình yêu lớn lên, cái tình để cho cái tình huynh đệ đích thực được thăng tiến đấy và tăng trưởng đấy, và trở nên dấu chỉ chứng tá đấy. Người thánh hiến được mời gọi đó là biết cách sự bảo nhau trong tinh thần tôn trọng, biết yêu thương chân thật và tha thứ cho nhau. Về anh chị em vợ, Matthew chương 18 từ câu 15 đến 17 và câu 21 đến 22, chúng ta sẽ thấy cái cách thức để sự bảo huynh đệ chúng ta là hay lắm. Ở đây thì phải giờ chúng giảng vì không có nói qua đây sợ hết giờ còn phần cuối nữa, nhưng mà không ấn tượng nhất thì đọc mà hiến luật của các tu sĩ dòng Việt Đức ở khoảng 70 và 71 đấy, còn cái khoảng này có nhiều khoảng hay lắm đó. Nhưng mà có cái khoảng này tức là thánh Việt Đức mời gọi cho anh chị em trong đời sống cộng đoàn đó là biết tôn trọng người lớn tuổi. Vì khi con sắp già rồi chuẩn bị cho được để nói với anh em muốn về nhà đó, nó còn biết tôn trọng tí xíu, chúng tôi nó quý mến quá, nó đẩy mình ngồi trên xe lăn ra phơi nắng, nó quên 2 tiếng là 3 tiếng rồi, chung là thành một nắng là mệt lắm, tức là cố gắng các bạn trẻ cố gắng đó, cụ thể lắm ấy, đừng nói cụ thể lắm, biết tôn trọng người lớn tuổi, nhớ vậy cái mốt là vào trẻ hăng say, đừng có đạp đổ những cái quá tưởng nhớ nha. Như con nói những anh em mà đi vào bước đầu những con cuộc đạo vậy khai phá rất là vất vả, chúng ta luôn luôn phải nhớ. Và Đức Thánh Cha trong cái học huấn về cho người trẻ đấy, cái sự gì ở đây Ngài cũng nói vậy, nhớ gắn chặt mình với quá khứ, không phải để níu kéo mình, nhưng mà đó là chỗ dựa để mình chúng ta gì sống hiện tại và dự phóng tương lai. Còn nếu không có cái đó là họ để đó, thứ là làm sao biết tôn trọng người lớn tuổi. Và con này cũng quan trọng là đó là bày tỏ tình yêu thương đối với người trẻ, anh chứ không phải là sơ lớn tuổi hay những cha bề trên đi mấy đứa nhỏ hồi xưa có bị đi giờ đi lại khó lâu không nhớ nha, phải yêu thương. Chứ xem ra nó đơn giản lắm, nhưng mà con suy nghĩ bảo wow, cực kỳ hay, cực kỳ hay, để làm sao mình áp dụng vào đời sống của mình để sống được cái điều đó, để biết tôn trọng người lớn tuổi và bày tỏ tình yêu thương với người trẻ, tức là những tu sĩ trẻ tuổi ở trong này. Cái đây là cái điều mà mời gọi mỗi người trong chúng ta. Chính vì thế làm sao đó trong đời sống cộng đoàn làm chứng về điều đó và những bản án, và một trong những cái điều mà con thấy trong thời tu như trẻ tuổi đó đó là sống sự cảm động đây cái bình này. Ở đây cái bình của đời tôi trong phải là nói cái chuyện nhỏ là cái bình đấy, và cái này nó giết người ghê lắm, thực sự vậy, giết người ghê lắm. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện và chúc mừng thầy Cristo đấy, một cái lời nói thôi vô danh mà đã giết chết người ta rồi, thành thử là con không có sợ gì khác mà sợ chỉ là sợ cái lưỡi, sợ cái miệng đó, cái đó mới là đáng sợ này. Cái khác không có sợ, sợ cái đó nhất, và mình cũng phải control cái đó, kiểm tra cái miệng lưỡi của mình. Được các thánh ẩn tu, nếu chúng ta đọc những câu chuyện của cái thánh ẩn tu trong sao bạn ấy kiềm chế cái gì không, tu cái gì không, tu cái miệng, cái bài tu cái cách cái đầu tu cái miệng, tu cái miệng với tu cái lưỡi của mình không. Thành thử tác giả cuốn này rất nổi tiếng của đại đức Hemi người Hàn Quốc viết cái cuốn đó là bước chậm là bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Còn cái thằng cũng có một cuốn nữa cũng dễ thương lắm, nhưng bây giờ chúng ta đọc yêu những điều chưa hoàn hảo. Dạ thường viết logic, ta thấy ok đâu, viết những câu tính khúc một trong những cái thơ vậy, nhưng mà rất sâu. Và một người này yêu Kinh Thánh lắm, vẫn chọn trong Kinh Thánh những câu làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Một thầy đại đức nhân Phật giáo. Và chúng ta thấy những câu mà ông thích lắm, những câu thôi chẳng có giờ đây. Nhưng mà ở đây, ở trong cuốn này xuất bản năm 2012, bước chậm lại giữa thế gian vội vã, phải biết như thế này. Trước khi nói điều gì ấy, ta cần phải suy nghĩ kỹ liệu có ai bị tổn thương, liệu ta bị tổn thương hay chính bản thân ta có bị tổn thương bởi sự đơn giản đơn thuần trong suy nghĩ của mình hay không. Đôi khi trước khi mở miệng chúng ta thử coi thử là cái lời nói của chúng ta có gây tổn thương cho người khác không. Nếu có thôi chịu khó bỏ đi, bởi vì chúng ta sẽ có được khi múc được những cái phúc khi chúng ta sống được điều đó, control được cái mình, cái lượng của chúng ta điều đó.
Bởi vì nếu không có nó nguy hiểm lắm. Và một trong những cái câu mà con rất nhớ và phải trong lòng của thánh Francisco Salen, ngài nói một câu này ấn tượng lắm. Nhưng theo tiếng ngài là gì? Kiến sĩ của thánh thái đó nha, là để tập luyện điều đó là phải chứng làm trời đấy. Tập luyện đấy chứ không phải đơn giản đâu. Mà nói ngài nói một câu rất hay, đó là miệng của tôi sẽ không mở ra khi tâm hồn của tôi đang bị sao lắm. Hay không? Hay lắm. Hay lắm chứ phải hay vừa đâu. Xin mời. Miệng của tôi sẽ không mở ra khi trái tim của tôi đang bị sao lắm. Và cái đấy cũng đúng lắm. Cách riêng dành cho các vị bên trên. Những chuyện hướng dẫn đó. Để rồi mình cũng đừng ngồi lại lắm. Cứ thường thường đó. Để thường thường. Tại vì nếu không nó bị bộ tư đường lắm. Và đôi khi đôi vì mình tôi bộ tư đường đó có thể một ơn họ thể trái ngang. Làm sao nó nhìn thấy một tên gọi đó là một nhìn của Chúa. Để rồi chúng ta cố gắng cái điều đó. Đây là những điều thực sự là mời gọi mỗi người trong chúng ta để sống cái tinh thần làm chứng cái tình yêu huynh đệ trong đời sống của chúng ta. Rồi cũng đã đến giờ con xin bước qua một cái phần thứ hai trong cái đề tài mà con muốn trình bày. Đó là người tu sĩ, người thánh hiện nay phải làm sao cho là người tôi tớ phục vụ tin mừng. Có nhiều cái từ tôi tớ nhé. Phải là ông chủ tôi đi ra mẹ tin mừng, người tôi tớ phục vụ tin mừng. Và mục tiêu của đời sống thánh hiến đó là như Chúa mời gọi sao trở nên muối ánh sáng đó. Giữa thế gian này, nếu chúng ta dở lại trong tin mừng của Matthew chương 5 từ câu 13 đến câu 14, ta thấy cái lời mời gọi này nó mạnh lắm đó, mạnh lắm ở cái chỗ như chúng ta đọc cái bản Hy Lạp đấy. Để nói lên cái đây nó, cái lời mời gọi nó cực kỳ mạnh đó. Ở đây Matthew là qua miệng của Chúa đó. Chúa nhắc qua vào đôi tay của Matthew truyền lại cho chúng ta này, nói hai cái lời mời gọi để phải con mẫu. Cái này tuyệt vời lắm. Nếu chúng ta suy cái bản Hy Lạp với một số anh chị đọc Hy Lạp rồi, Humei heste to halas tes ges, các con ấy hãy trở nên một bạn hãy là muối. Muối gì? Chúng ta thấy là bài kinh đề là muối cho đời. Ở đây không phải muối cho đời, muối của đời. Đây này, trách nhiệm của chúng ta thuộc về đây này. Phải là đừng có nghĩ mình là cái nguồn để phát phát nha. Chưa cho ai đâu nha. Cái bổn phận đấy phải là. Chứ còn nếu mà tôi chưa làm muối thì muối mà nhạt đi sao chú bảo thì quăng ra ngoài. Tôi phải nhớ cái bổn phận của tôi của đời ở đây nè. Đừng có nghĩ đâu xa. Đừng có nghĩ mình đứng cắt kẹp để rồi mình cho người khác. Và câu thứ hai chú bảo là Who makes SD to force to gospel. Hãy là ánh sáng của, ở đây tác giả ghi rất rõ tu tức là của, hai phần trên là test là vì cái danh từ trai đất cái quả đất này là giống gì giống cái ở đây chúng ta thấy rất rõ ánh sáng của thế gian này nè, chứ đừng cho ai thấy ánh sáng này mình có bộ phận đi. Và điều đó chúng ta cũng có thể áp dụng đâu trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, trong cái nơi chúng tôi sống. Đây là nói lên gì? Bổn phận và trách nhiệm phải trở nên, chính tôi phải trở nên là rồi trách nhiệm thuộc về đây nữa. Trong đó phải là nguồn để mà cho ban cho đấy, không phải là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Không, trách nhiệm chúng ta lớn. Còn bao nhiêu phút chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta phải ý thức bổn phận đó. Còn là tuổi thôi, thời giờ của cuộc đời đầu của một thế gian thì con không làm ánh sáng ra cho quý cuộc đời trước khi chết được, con làm ánh sáng cho đời. Mỗi giây phút trong đời sống hiện hữu của chúng ta thì phải có trách nhiệm trở nên cái muối của đời đó. Và ánh sáng của thế gian này. Đây chính là người mời gọi mạnh mẽ lắm trong cái bản như là rất mạnh mẽ. Và nó làm thay đổi cái cách chú giải của chúng ta, cách chú giải là và hiểu sâu được vào trong bản cái tiêu thì đẹp cái chỗ hay, cái nằm ở chỗ đây nè. Nó hay ở cái chỗ chữ của đấy, nó hay cái chỗ đó đấy, nó nói lên cái trách nhiệm lớn lao của chúng ta qua việc gì, phục vụ, qua việc sống hiến mình cho Thiên Chúa và thánh nhân. Như ngôn sứ được Thiên Chúa thánh hiến để thi hành sứ mạng mà ngài cho ban thì chúng ta cũng được thánh hiến cho sứ mạng. Và ngày nay người ta còn bảo chúng phải đào luyện trong sứ mạng, chứ không phải là đào luyện để rồi sau này tôi nghĩ làm thì không có. Ngay trong thời gian đào luyện, cái sứ mạng nó phải nằm trong thời gian đào luyện của tôi, chứ phải để chờ khi nào tôi chịu chức tôi được cái này kia rồi tôi mới ra phục vụ cái đó sao. Cái đó trở thành những tệ nạn cho giáo hội sau này. Thực sự như thế này.
phải ý thức trong thời gian đạo điện là đạo điện cho sứ mệnh và trong sứ mệnh, nhớ nhé, cho sứ mệnh và trong sứ mệnh, chứ không phải là chờ xong xuôi hết rồi bắt đầu tôi mới xuống núi, cái đó là xa rồi. Chúng ta đừng có nghĩ thời gian tu tập ở trên kia không biết gì đấy xong rồi tu tập xong rồi mới đi xuống núi, cái đó không có đâu. Tôi biết trên mặt Kitô giáo không có và đội thanh niên của chúng ta không có cái dạng đó. Ngay khi anh ở trên núi thì sao? Cái sứ mạng nó đã nằm trong cái núi mà tôi nơi tôi đang sống rồi, mà ngay trong lòng của tôi rồi. Và chúng ta thấy một hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh của một vị thánh và gọi là tiến sĩ, đây có nhiều người tu đây, là Teresa hài lòng Jesus, chúng ta thấy không? Trong cuốn tự do được tâm cha chắc thì biết cũng có kể một cái đó là cái cơ hội gì mà lúc vừa rồi đem cái xác của ngài, cái di hài thánh của ngài để đi một bàn giáo sư thì ngài có cơ hội vào cộng đoàn của chị Teresa hài lòng Jesus. Và ngài ngạc nhiên đó là đúng không, sao cộng đoàn này nó nghèo nàn, phòng của chị Teresa rất bé, nhưng mà tại sao trong cái băng những cái gì mà ngài chị biết ấy, thì giống như là đang có thấy cả một cái vũ trụ bao la. Bởi vì chỉ có tình yêu này rồi, những cái kia nó không có che chắn gì đâu, không là trở thành nào cả và có thể bày bỏ được, mặc dù ở trong gì, ở trong đây cái trung viện bé nhỏ của mình che kín, nhưng mà tâm hồn đã vượt qua đó. Cái đó mới là điều mà chúng tôi cầu nguyện cho chúng ta. Đây là đạo điện trong sứ mệnh, để cho sứ mệnh ở chỗ đó, trong thời gian đạo điện luôn. Ngay khi tôi bước vào thanh tuyển hay và tìm tập và tập hay thời gian học hành, trong thời gian đó sứ mệnh đã hiện diện trong chúng tôi. Có một câu đó rất là hay, vì các con, tức là vì người trẻ đến cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, tức là trong mỗi cái hoạt động của mình có sứ mệnh, thì đó mới là cái đỉnh cao mà Chúa mời gọi mỗi người cho chúng ta, những người thánh hiến cho Chúa. Đó. Sứ mệnh nằm trong quả tin của chúng ta. Mọi khi tôi hữu đều được mời gọi bắt chước Đức Giê-xu và tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, những ai được mời gọi theo Đức Giê-xu sát hơn qua đời sống thánh hiến thì lời mời gọi đối với họ là một cam kết dâng hiến toàn thân cho sứ mạng. Là gì? Cái lời mời gọi đó là một cam kết dâng hiến toàn thân. Chính vì thế, đây là ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chúng ta tuân giữ những lời khuyên phúc âm. Ý nghĩa nằm trong đó, chúng ta giữ lời khuyên phúc âm mục đích đó. Mục đích để chúng toàn sứ vụ là khi chúng mời gọi chúng ta, chúng phải giữ luật để rồi mình giữ tốt để rồi mình không kích anh chị em khác, không phải hay để cho người ta thấy, giống vậy. Thực sự là giữ ý nghĩa của việc giữ những đó để tốt hơn. Giống như đến cái chào nhà nước ấy là bảo tôi ra đi rồi khỏi chức vụ giáo hoàng vì phần tích của giáo hội, làm tất cả mọi việc vì phần đề vì cái sức mạnh đó, chứ không phải vì cái gì khác. Ở đây cũng vậy, làm sao đó chúng ta đối với những người sống sát Chúa hơn thì cái việc cam kết sống hiến thân toàn cho sứ mạng, và đây chính là ý nghĩa của việc chúng ta giữ những lời khuyên phúc âm để chúng ta hoàn toàn tự do, chúng ta không bị những ràng buộc khác, để chúng ta hoàn toàn tự do phục vụ tin mừng mà Đức Giê-xu trao cho chúng ta qua sứ mạng đặc thù của hội giáo mình. Đây chính là cái điều gì mới. Lời khuyên phúc âm không còn nếu chúng ta đạt được cái mức chấp nhận xác tín được điều đó và chúng ta biết rằng là được thánh hiến vì sứ mệnh và sứ vụ ấy, thì chúng ta thấy cái lời khuyên phúc âm không còn là gánh nặng. Khi chúng được sống trong sự cam kết của chúng ta với Chúa, và ở đây chúng ta đặt câu hỏi đó là chúng ta có được trung tín hay không trong tình bạn với Chúa, khi chúng ta cam kết dâng hiến đời sống của mình vì Ngài. Đây chính là một thách đố cho chúng ta làm cái tốt đẹp của sứ mệnh. Sự thánh hiến không phải là một đặc ân nhớ nha, dành riêng cho chúng ta. Giáo hội trong tất cả những tài liệu nói về lời thánh hiến hay huấn luyện luôn luôn nhấn mạnh điều đó. Đây không phải là một đặc ân, bởi vì nguy hiểm lắm. Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là một đặc ân đấy, thì những tệ nạn trong giáo hội sẽ xảy ra. Kết quả của làm tình dục bắt buộc những cái chỗ đặc ân này, tinh thần mà giáo hội gọi đó là tinh thần giáo sĩ trực. Thì chúng ta thấy nghe bài hát thì thôi, nhạc thì ok, nhưng mà tôi cũng không thích cái lời này. Cái câu bảo là từ buổi cho chúng nâng cô lên hàng thanh tướng, cái đó nguy hiểm lắm ấy. Đôi khi lên thanh tướng rồi thì không có cúi xuống để phục vụ đâu, nguy hiểm lắm. Chẳng có phải là công kích bài hát gì, nhưng mà đôi khi những lời đó làm con suy nghĩ. Từ buổi cho trong chúng nâng lên hàng thanh tướng, nâng lên rồi bây giờ xuống khó, xuống buổi cho không muốn đâu. Bởi vì lên thanh tướng rồi mà, phải có người hầu kẻ hạ đó, nghe nhạc thì ok, nhưng mà con thì sợ lắm, bởi vì nó con
nếu không ý thức đủ cái đấy là nguy hiểm lắm. Lên hàng thăm tướng để thấy gì mình là gì, được đặc ân, tôi là một thành phần khác với anh chị em giáo dân. Và bây giờ chúng ta thấy giáo hội vừa rồi ta phải bỏ cái nạn chặt đó, phải đến với anh chị em giáo dân. Còn nếu không nghĩ mình lên hàng thăm tướng rồi thì họ, chúng ta thấy tất cả những tệ nạn của giáo hội xảy ra là do mình. Và đây con đọc một tí chữ thôi trong cái cuốn Sức Mạnh Ơn Gọi, đời sống thánh hiến ngày nay đến thánh cha Francisco có biết những lời cũng rất hay. Khi cha Fernando Prado hỏi ngài là theo nghĩa nào mà người ta có thể nói về tinh thần giáo sĩ trị trong đời sống thánh hiến. Thường thì chúng ta nghe giáo sĩ trị thì nhận liên ta về đích tục thôi, đúng không? Nhưng mà ở đây ngài trả lời hai năm đến thánh cha Francisco, cuốn sách này xuất bản năm 2018. Không phải là giáo sĩ thì mới có tinh thần giáo sĩ trị. Có một dạng giáo sĩ trị bộc lộ nơi những người sống với thái độ phân biệt, hướng mũi lên trời, một sự phân biệt kịch cỡm. Họ là những người sống với một thái độ quý tỏ trong cách nhìn người khác. Tinh thần giáo sĩ trị là một thái độ trinh thượng. Người ta có thể mang tinh thần giáo sĩ trị ngay cả dù họ là một tu sĩ nam hay nữ. Đôi khi chúng ta sẽ thấy chiếc áo dòng của chúng ta đôi khi nhắc nhở chúng ta về cái việc tuân giữ, về cái thánh hiến, chứ không phải trở thành cái gì đặc ân đặc quyền gì nhé. Ta phải để ý cái đó, cái nguy hiểm. Người mang tinh thần giáo sĩ trị đặt mình trong nhóm thượng lưu và không thấy mình trong dân Thiên Chúa. Thấy mình có một gì, một cấp khác. Thường chúng ta đọc trong Tin Mừng của Luca, một trong những tin mừng vô mà chúng kể khi phong cách những người Pharisee và hai người trên đền thờ lên đền thờ cầu nguyện ấy. Cái mà chúng ghét cái tay Pharisee bởi vì cái công việc nó chặt lắm, nó chặt. Ông ấy nói là không phải là ông nói là con không giống như những người khác đâu, mà ông dùng cái từ là con không giống cái đám còn lại, tức là một người đông đứng riêng một mình với thế giới con người còn lại. Khiếp lắm, kêu ngạc. Cái giáo sĩ trị nằm ở đây, cái trình thuận nằm ở đây, tức là tôi không giống với cái đám còn lại, đó là nguy hiểm. Chứ không phải là giống với những người khác, cái đó còn nhẹ lắm, dịch cái đó thì nhẹ lắm. Cái gì là không giống với cái đám còn lại, tức là ở đây những đứa gia đó sao? Cái người mà tu sĩ hay linh mục ấy, hay cả giáo hội nữa, cảm thấy mình sao? Không thuộc về dân của mình, hay không thuộc ở trong dân Thiên Chúa, cái đó mới là cái thái độ của gì? Giáo sĩ trị nằm ở đây, và nó không loại trừ ai hết nha, tất cả mọi người. Chứ không phải là chỉ có linh mục mới gọi là giáo sĩ trị nha. Cái đây cái từ lỡ người ta hồi xưa là những cái từ đó, nhưng mà giờ đây Đức Thánh Cha cắt nghĩa lại và nó bao hàm lắm. Và Ngài nói rất rõ, không chỉ là linh mục mà có tu sĩ nam nữa, và cũng có thể anh chị em giáo dân nữa. Nếu chúng ta sống thái độ đó, chúng ta trình tự với những người khác và chúng ta nghĩ là họ khác với tôi, thì đó là tinh thần giáo sĩ trị. Và Ngài mời mà chúng ta thăng tiến để vượt qua điều này, cần mở rộng. Và chúng ta thấy đường thánh hiến, không phải là cái chính. Sự thánh hiến không phải là một đặc ân dành riêng cho chúng ta, nhưng được trao ban cho người khác bằng chính đời sống phục vụ của mình. Sứ vụ lớn lao đó đòi hỏi những người thánh hiến phải có điều gì? Và trong cái tài liệu Kinh Con Sacrata số 73 nó rất hay, đó là phải có kinh nghiệm sâu xa về Chúa. Tức là mình phải trở thành chuyên viên về điều này, chuyên viên về đời sống thiêng liêng, chuyên viên về trải nghiệm về thành được cái sứ điệp mà Chúa mời gọi đi các môn đệ đi ra nhà sau, hãy làm chứng anh em, hãy làm chứng lại về những điều mà anh em làm phải, không phải là mở kiến thức về Chúa nha, nhưng mà về để trải nghiệm về Chúa, hai cái khác nhau nha. Những người rao giảng thì không phải là nói mà mở kiến thức về Chúa mà phải trải nghiệm về Chúa. Chúa nói là sao? Những điều anh em làm phải chứng nhận cho nó, chứ phải kiến thức về Chúa thật học cái này kia nghe thì hay lắm, nhưng mà trải nghiệm về Chúa không có thì bước đi. Và đây chính là cái thách đố cho chúng ta, những người thánh hiến kinh nghiệm ở đây. Khi ta con sắp ra ta số 73 bác trời đất này phải có một kinh nghiệm xong ra, là nếu mời gọi chúng ta phải có trở thành những chuyên viên đấy, nói về tu sĩ thánh hiến thì phải giống như là chuyên viên về trải nghiệm thiên liêng với Chúa, và ý thức được các thách đố của thời bình, khám phá ra ý nghĩa thần học sâu xa của chúng nhờ biết biện phân với sự trợ lực của thần tiên. Người thánh hiến phải trở nên người gì, như con dùng cái từ đây, thần nghiệm trong thánh linh. Con thích cái câu này, thần nghiệm trong thánh linh, những người thần nghiệm trong thánh linh, đó là nói đến cái trải nghiệm thiêng liêng với Thiên Chúa trong thánh linh. Và đây là một thách đố trong huấn luyện các
ứng sinh của đường thánh hiến. Con không nói dài ở đây đâu, để chúng ta về trở lại trong chương 2 bản định hướng, cái tài liệu rượu mới, bột da mới, đời sống thánh hiến và những thách đố từ sau cộng đồng Vatican thứ hai của Đức Hồng Y Pras de Avis, tổng trưởng của hội thánh của chúng sẽ biết xuất bản năm 2017. Chúng ta sẽ thấy ở đây thì vấn đề thách đố và vấn đề đạo đức làm sao đó chúng ta phải để ý chuyện này để họ trở thành trong thời gian đầu này những người thật nghiệp trong thánh linh có kinh nghiệm về thiên chúa. Bởi vì nếu không ấy, chúng ta trong thời gian đầu này rất giỏi kiến thức về thiên chúa nhưng mà thiếu thật nghiệp về thiên chúa thì vấn đề là để ý cái chỗ này ở những chị anh chị em ở trên ở trong công huấn Vita Evangelii Gaudium Đức Thánh Cha viết ở số 268 là như sau: để được là những nhà loan báo tin mừng đích thực lên, chúng ta cần phải phát triển sở thích thiêng liêng được ở gần đời sống của dân chúng, cần khám phá ra rằng đó chính là nguồn của niềm vui lớn lao. Truyền giáo là sự say mê đối với Đức Giêsu nhưng đồng thời là sự say mê đối với nhân loại. Ở đây con đang nói về cái bản ra đi trở thành tôi tớ phục vụ, làm sao đó cái sự say mê Đức Giêsu nó đồng thời một cái việc là say mê người của Chúa, thì chúng mới nói là cha dắt chiên mẹ của thầy chứ không phải chiên của con ha. Rồi thì dắt chiên mẹ thôi, còn con chiên thôi chứ thằng chiên thì không nữa. Cần mở rộng tầm nhìn và hoạt động tốc độ và phục vụ của chúng ta đến với những người anh chị em sống xung quanh để có khả năng như công huấn Evangelii Gaudium biết đó là có khả năng lắng nghe tiếng kêu của những người người nghèo và đừng tìm kiếm sự an toàn của riêng mình. Đức Thánh Cha Francisco trong công huấn đầu tiên của mình đã mời gọi toàn thể giáo hội ra đi. Cái công huấn rất hay, chúng ta chắc chắn sẽ đọc rồi. Chúng ta đọc rồi. Ra khỏi chính mình để tìm gặp anh chị em nhân loại đang cần đến sự trợ giúp và gần gũi. Ngài biết tôi thích một giáo hội bị tai nạn, bị thương tích, bị dơ bẩn vì đã ở ngoài đường hơn là giáo hội đồ giáo hội gì đau yếu bị đóng kín và bị bám víu và sự an toàn đi. Chúng ta thấy những cái sự an toàn đôi khi nó cũng cám dỗ cho chúng ta những lời thánh hiến, cám dỗ những cơ sở vật chất, cám dỗ lớn lắm đấy. Đôi khi chúng ta lại tìm thấy cái sự an toàn đó, nhưng mà mình chỉ lưu ý phải xây dựng con người, tìm cái sự an toàn nơi khi để chúng ta xây dựng những anh chị em của đời thánh hiến thánh thiện. Cái đó mới là cái pháo đài bảo vệ chúng ta. Còn nếu không có chúng ta thấy không, nếu thiếu cái sự thánh thiện này thì ngay cả đền thờ Jerusalem thì Chúa trong đó gì sập đi, đó là nơi thánh thiện nhất đấy. Chúng ta nghĩ tại vì nếu không chúng ta sẽ lặp lại lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam của chúng ta sau năm 1975. Ta phải nghĩ làm sao đó xây dựng con người và tài sản lớn nhất của giáo hội của đời chung của chúng ta đó là những con người thánh thiện như Đức Thánh Cha nói trong công bố công thiết đề để nên chúng ta làm đấy. Trong số 9 hay số 10 như này thánh thiện đó là cái vẻ đẹp hấp dẫn nhất của giáo hội và con nghĩ không chỉ hấp dẫn đâu mà là tài sản quý nhất của giáo hội đấy. Cái đó mới là cái mà chúng ta được mời gọi, bởi vì có được cái đó chúng ta hãy dẫn tới cái việc phục vụ nó sẽ rất tốt đẹp. Cách riêng chúng ta cần dành tình yêu thương đặc biệt và ưu tiên cho những anh chị em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Nếu không có sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo thì việc công bố tin mừng là việc bác ái đầu tiên có nguy cơ bị hiểu lầm hoặc bị chìm trong đại dương của những ngôn từ mà xã hội thông tin đại chúng ngày nay phô bày cho chúng ta hàng ngày. Sự nhiệt tâm sống đời phục vụ của đời thánh hiến ấy đem lại nhiều ân ích cho nhiều người và trở thành dấu chỉ hữu hiệu làm chỗ sinh nhiều ơn gọi thánh hiến. Ở nhiều nơi ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến đang trở nên khan hiếm. Sự thường trong các cộng đoàn, sự khan hiếm xảy ra là do thiếu vắng một nhiệt tâm tông đồ có khả năng làm lan tỏa, và vì lý do này mà các cộng đoàn không tạo ra được sự hào hứng và hấp dẫn. Nơi nào có sự sống lọc nhiệt thần và sự khao khát đem Đức Kitô đến cho người khác thì nơi đó sẽ trỗi dậy những ơn gọi đích thực. Đây là lời số 107 điểm công bố Evangelii Gaudium và con cảm nghiệm trong lời phụ đúng như thế. Đôi khi có những ơn gọi sao bước vào ơn gọi bởi vì nhờ chứng tá của một thầy, một cha, một sơ thánh thiện nhiệt tâm trong cái đời sống của phụ huynh, đó chính là cái dấu chứng tuyệt vời nhất mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta. Đời sống kết hiện bậc thiên với Thiên Chúa và thực tại mưu đề của đời sống cộng đoàn cần được thể hiện qua đời sống dấn thân phục vụ các đối tượng
được sai đến. Người thánh hiến tìm thấy gương mặt của Thiên Chúa nơi anh chị em của mình. Đó là những gương mặt khóc thác vì khổ, những gương mặt thất vọng vì những lời hứa hẹn hão huyền của người khác, những bộ mặt tủi thổ vì cảm thấy văn hóa của mình bị chà đạp, những bộ mặt kích động vì bạo lực xảy ra hàng ngày xung quanh, và những bộ mặt lo âu của người trẻ, những bộ mặt của những phụ nữ bị xúc phạm hay bị hạ giá, những bộ mặt mệt mỏi của những người di dân không được ai tiếp nhận, những bộ mặt u sầu của những người có tuổi, không có những điều kiện tối thiểu để sống và sống cho là sống. Và đây chính là đối tượng mà Chúa mời gọi chúng ta phục vụ. Và còn mấy phút nữa con đi vào cái phần kết luận. Và con kết luận con chỉ nhận lại ba điểm chính. Thứ nhất, qua cái buổi học hỏi ở đây, xác định lại căn tính đời sống thánh hiến của chúng ta. Chúng ta được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa và để phục vụ thánh ý Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Nếu chúng ta có thời gian suy lắng lại để nhìn lại cái đâu là căn tính đời sống thánh hiến của chúng ta, và hai điều quan trọng là đó là thuộc về Thiên Chúa và phục vụ thánh ý Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Đời sống thánh hiến của chúng ta cần làm sáng tỏ dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa qua đời sống huynh đệ yêu thương của cộng đồng và dấn thân phục vụ những người mà chúng ta sai đến. Chúng ta cũng có thể phục vụ 50%, 70% tùy cái môi trường. Nếu họ tiếp đón tôi, họ tốt với tôi thì tôi sẽ phục vụ xã thân, nhưng mà thấy nó không ổn thì tôi ít thôi, thì cái đó mới được. Người ta tiến không có sự lựa chọn đó. Chúng ta không phải nói những cái bản dịch đó là lựa lời để nâng đỡ người, cũng không có lựa, chúng ta có lựa chứ. Và phải, cái đây trở lại cái bổn phận. Khi chúng ta đã là có cái lợi của một người môn sinh của Chúa thì chúng ta phải trở thành những người phục vụ. Noi gương Đức Giêsu đấng đã yêu cho đến cùng, khi trong Tin Mừng Gioan trong cái mùa một chay trong mùa tuần thánh ta sẽ đọc Tin Mừng Gioan cái câu chữ mở yêu cho đến cùng. Mà chúng ta hiểu cái chữ này đến cùng đó là nhiều ý nghĩa lắm, là trọn vẹn, là không có dễ vượt lên trên tất cả mọi thứ. Và cái nó đỏ chúng ta mặt là để đôi khi chúng ta còn gắn những cái tính toán ích kỷ tự nhiên thôi nó sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đừng để cho những tính toán ích kỷ nó lớn lên và để cho cái mỏ gương của Đức Kitô hay yêu cho đến cùng lớn lên và yêu cho đến cùng những người thuộc về Ngài. Chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa để biết chết đi chính mình vì phẩm chất của thánh nhân, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là thách đố của thời đại hôm nay, nhiều thách đố lắm cho đời thánh hiến của chúng ta. Nhưng những thách đố này không là những khó khăn cản bước đời sống chứng tá của chúng ta, nhưng là lời mời gọi tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm không ngừng nhé, cách thế và nỗ lực sử dụng mọi khả năng của mình để phục vụ tìm mừng. Phải tìm kiếm không ngừng nữa, không phải một lần là đủ. Đôi khi nó là thách đố để chúng ta đối diện với những bối cảnh của đối tượng nơi chúng ta phục vụ với nó, những khó khăn này kia, thì cái sự sáng kiến ấy thường đến từ tình yêu và lòng nhiệt huyết. Còn nếu không thiếu cái lòng tình yêu và lòng nhiệt huyết, chúng ta thấy chúng ta sẽ không có sáng kiến đâu, chúng ta cũng sẽ đi theo những người đã đi trước và làm cầm chừng vừa đủ để cho ta dễ hơn. Nhưng nếu có tình yêu và lòng nhiệt huyết, chúng ta thấy những sáng kiến bắt đầu sẽ được trỗi sinh. Và vì thế con dùng ở đây đó là lời mời gọi tìm kiếm không ngừng cách thế và nỗ lực sử dụng mọi khả năng của mình để phục vụ tiếp mật. Và điều cuối cùng đó là mục tiêu trở nên ngôn sứ của tình huynh đệ và người tôi tớ phục vụ tin mừng này luôn là một mời gọi và một thách đố hàng ngày. Có lẽ chúng ta sẽ đạt được, có đôi khi chúng ta sẽ nằm xuống hồ, nhưng mà trên hồ mà ghi là cha chúng sẽ đứng một bên chết ngày đó năm 2021 thì lúc đó mình đó là mình trung thành và mình nỗ lực cho đến cùng, còn chúng ta vẫn đang trên hành trình. Nhưng chúng ta không được phép cất đi những tiêu chí lớn, nó giống như những ngọn hải đăng để soi đường cho chúng ta. Và mục tiêu lớn của đời sống thánh hiến là làm sao trở thành ngôn sứ của tình huynh đệ, và có được cái đó thì chúng ta thấy cũng sẽ trở thành ngôn sứ cho những người khác về tình yêu thương và trở thành người tôi tớ phục vụ trong cộng đoàn và ở bên ngoài cộng đoàn để những đối tượng. Và đây là những tiêu chí lớn để giúp chúng ta đừng đánh mất những tiêu chí này. Như con nói đấy, mời gọi là lời mời gọi và thách đố hàng ngày, chứ không phải là chúng ta chỉ đem cái lời mời gọi này thách đố thì chúng ta tự động thác hay tỉnh thông năm bắt đầu mới coi lại cái tiêu chí, không có đâu. Nếu vậy là chúng ta quên sạch mỗi ngày
để chúng ta đọc cái chữ có vai thật. Chúng ta thế nào? Giống như một ngày con cũng làm phần tử thôi. Tối, coi thử đôi khi nó đơn giản thôi. Bộ đội, chúng ta đi ngủ, còn ngồi với chúng ta coi thử. Tiếng mặt coi thử ba cái điều mà hôm nay chú bàn cho mình. Và ba cái điều mà mình chưa làm được trong ngày này. Kể đến những mà cứ đọc. Để mình chỉ tích giác luôn. Đó là những cái hạnh phúc hàng ngày mà chú bàn cho tôi. Có thể hôm nay gặp một thầy dễ thương, ngoan. Rồi cũng có thể gặp một người khó tính. Nhưng mà mình phải điểm mặt hết và mình biết rằng đây những điều chú ban cho, những điều con gặp của nó mà con chưa có hoàn thành được thì con cố gắng để vượt lên. Đây là những cái gì rất cụ thể ha, để thách đố trở thành cái thách đố hàng ngày cho đời sống hơn của chúng ta. Và để kết luận thì con lấy cái lời của Đức Thánh Cha Francisco trong tổng bốn Evangelii Gaudium số 69 ngày bảo rằng là chúng ta không được quên rằng mình luôn luôn được mời gọi để lớn lên. Và để kết thúc, con chỉ lặp lại hai cái lời thôi. Một lời của tác giả Maxim Gorky trong cuốn Thời Thơ Ấu. Ông ngoại của thằng bé Alexei nói với cháu trai là như thế này: dù sao chúng ta cũng đã lăn lóc cả một đời, đã làm việc nọ việc kia, thế rồi chúng ta đã đạt được những gì? Câu hỏi hay lắm. Có lẽ mỗi ngày sống chúng ta cũng sẽ tự hỏi trước mặt Chúa đấy: con lăn lộn vất vả học hành hay làm việc không đồng hồ, nhưng con đạt được điều gì? Và lúc đó sẽ thấy rằng cái động lực của chúng ta là gì. Nếu chúng ta chỉ mong muốn đạt được những lời khen và những thành công ấy thì cái động lực của chúng ta là sai. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng là con đạt được cái sự bình an thì đây chính là điều mà Chúa mong muốn, chứ không phải là đang quy về lại chúng ta trở thành người tốt. Còn nếu chúng ta nhìn mà thấy rằng là mình còn đang khoai khoái cái xíu những thành công nho nhỏ thì lúc đó chúng ta sẽ chấn chỉnh. Và câu nói này thực sự con thấy sâu lắm. Ông ngoại này chắc học thật học đấy, học thật học giáo dục rất tuyệt vời. Không ngờ một người ngốc nhớ con, nhưng mà câu nói rất hay. Rồi đến cuối cùng thôi để con kết thúc cũng nhờ hai cú đồng lập cho tôi chậm con tí xíu. Câu hỏi đây là câu hỏi cha Antonio Spadaro đầu tiên hỏi Đức Thánh Cha cho bà là biết trong cái cuốn là giáo hội mà tôi mong là tiếng Việt ở trên đó rồi, nhưng mà trên đó rồi thì không có ghi là có ghi lấy cái bản tiếng Pháp một giáo hội mà tôi mong đợi, nhưng mà không có ghi là cái bản tiếng Pháp đó xuất bản lần nào. Cái đó cũng không có được. Cái bản dịch thì cũng tốt là phải là xuất bản ở đâu, ai xuất bản và năm nào nữa. Còn những Việt Nam thì em thấy là không có đề thì tốn qua con cũng phải mất hết nửa tiếng đi mò lại trên mạng, mò bản tiếng Ý xong mò lại coi cho cái bản tiếng bản tiếng Pháp cho con bản tiếng Ý bản tốt đó là ra khi nào. Nhưng mà tôi nhìn lại cái việc đó thì con thì thích sửa những cái giai đoạn đó, vì làm tiến sĩ rồi những cái giai đoạn đó phải kỹ lắm. Thì cha Antonio mới đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Francisco như thế nào, thế này: các tu sĩ giữ vị trí nào trong giáo hội ngày hôm nay? Và ngài nói như thế này như một cái lời kết đó. Trong giáo hội những tu sĩ được mời gọi các đặc biệt làm ngôn sự cũng với cái chủ đề mà hôm nay chúng ta ca chỉ, nghĩa là làm chứng về cách sống nha, mà Chúa Giêsu đã có trên trần gian này và loan báo nước Chúa sẽ đến trong viên mãn. Một tu sĩ không bao giờ được khước từ thái độ ngôn sự của mình. Con xin cảm ơn cha bà trên, quý bà trên, rồi quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, rồi cầu chúc cho nhau để rồi chúng ta trở thành ngôn sự của tình huynh đệ và người tôi tớ phục vụ tin mừng giữa thế giới hôm nay. Thưa cha, con xin đại diện tất cả những người tham dự ở đây chân thành cảm ơn cha rất là nhiều đã đến đây với chúng con, với một người thuyết trình nhưng mà cũng là với tư cách là anh em với nhau. Có nhiều người cha biết những gì cha nói chúng con ghi khắc rất là nhiều. Chắc chắn ai trong chúng con cũng mong muốn trở nên cái tai để được phục vấn với Đức Giêsu thực sự, Thiên Chúa thực sự. Và chúng con sẽ nhớ mãi cái căn tính của mình, đó là con ông thì chắc chắn phải làm mặt thôi, chứ ngoài ra không làm được gì khác. Thì chúng con sẽ cố gắng sống yêu thương, phục vụ, nhất là từ trong cộng đoàn của chúng con. Con xin cảm ơn cha rất là nhiều. Chúa chúc lành cho cha và cho sứ vụ của cha. Chúng ta cùng đứng lên. 我带他
sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và còn.